Hậu duệ kiếm thần. Diệp Quân. Tập 65. Đấu với người đứng đằng sau. Nghe Triệu lão nói thế, Diệp Quân lại thấy hơi ngạc nhiên vì hắn không ngờ Đạo thị lại có suy nghĩ này. Hắn nhìn xung quanh, sau đó thầm nói, tiền bối có thể cảm nhận được ba vị thần linh đó không? Thần Giã trầm giọng nói, không cảm nhận được. Diệp Quân nhíu mày. Lẽ nào ba người đó muốn giở trò? Lúc này Triệu lão lại nói, gọi người đi. Gọi người. Phải nói rằng Triệu lão vẫn khá lo ngại về Diệp Quân, vì ông ta không rõ thế lực đằng sau thanh niên trước mặt này. Nhưng chắc chắn đằng sau thanh niên này có người chống lưng. Mặc dù lo lắng nhưng Triệu lão cũng không sợ, dù sao Đạo thị và nhà họ Kỳ hợp sức, chỉ cần không phải là hai thế lực siêu cấp, họ sẽ không thua, họ đã điều tra rất rõ Diệp Quân không liên quan gì đến hai thế lực siêu cấp đó cả. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ông ta dám đại diện Đạo thị ra tay. Diệp Quân nhìn Triệu lão, cười nói, đợi đến lúc ta đánh không lại thì mới gọi, thế nào? Triệu lão nhìn Diệp Quân, ngươi chắc chứ? Diệp Quân gật đầu, chắc. Triệu lão khẽ gật đầu, vậy chúng ta lại đánh một trận. Diệp Quân cười nói, được. Hắn nhìn xung quanh, sau đó nói, đổi nơi khác chứ. Triệu lão bình tĩnh nói, không cần. Diệp Quân khẽ gật đầu, nghe ông vậy. Nói xong, hắn biến thành kiếm quang rồi biến mất khỏi đó. Lần này hắn không dùng kiếm Thanh Huyên là vì muốn xem thực lực thật của mình đến mức nào. Đồng thời cũng muốn xem hiện giờ cách biệt của mình với cường giả cảnh giới thần đạo ra sao. Ngay khi Diệp Quân biến mất, Triệu lão bỗng cầm điếu thuốc điểm về phía trước. Rầm. Điếu thuốc đó thế mà lại ép buộc ý kiếm của Diệp Quân dừng lại, cùng lúc đó một sức mạnh đáng sợ chấn động cả người Diệp Quân dọc theo ý kiếm của hắn. Diệp Quân lùi về sau. Triệu lão bỗng lao đến trước, sau đó tiện thể tung ra một quyền đánh về phía Diệp Quân. Thời không trước mặt Diệp Quân trở thành một vòng xoáy màu đen kỳ dị. Vừa ra tay đã tung sát chiêu. Dĩ nhiên Triệu lão không có hứng thú đấu 800 hiệp với Diệp Quân, tốc chiến tốc thắng mới là cách tốt nhất với ông ta, hơn nữa ông ta cũng không coi thường Diệp Quân, sống lâu như vậy rồi, tất nhiên ông ta hiểu rõ một chân lý, sư tử vồ thỏ cũng nên ráng sức làm. Lúc này Diệp Quân cũng không dám thăm dò nữa, nhắm mắt lại. Mấy vạn ngàn ý kiếm bỗng bay ra từ thời không trước mặt hắn, cuối cùng những ý kiếm này tụ lại thành một thanh kiếm, sau đó chém ra. Thời không tuế nguyệt chồng chéo. Đối đầu trực diện, Sức mạnh hai người vừa va chạm, sóng xung kích đáng sợ lập tức lan ra, hai người lùi về sau cùng lúc. Nhưng sóng xung kích này không phá hỏng mấy căn nhà xung quanh, rõ ràng là được sức mạnh phong ấn bí ẩn ở đây bảo vệ. Sau khi hai người dừng lại, Triệu lão nhìn tay phải của mình, có vài vết kiếm trên tay phải của ông ta, có thể nhìn thấy xương, nhìn mà thấy sợ. Triệu lão ngẩng đầu nhìn Diệp Quân ở phía xa, ánh mắt càng thêm vẻ nghiêm trọng, phải biết rằng cảnh giới của ông ta đã hơn hẳn thanh niên trước mắt này. Như bình thường thì cảnh giới này chỉ như một con kiến trước mặt ông ta, chỉ cần vung tay một cái là có thể giết chết. Thế nhưng lúc này thanh niên này lại đánh ông ta bị thương, không bình thường. Diệp Quân ở đằng xa nhìn cánh tay của mình bị Triệu lão đánh trúng, khẽ cười, sau đó nhìn Triệu lão, không nói lời nào đã biến thành kiếm quang lao đến trước mặt Triệu lão, ngay sau đó hắn rút kiếm ra chém liên tục. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong kiếm của Diệp Quân, Triệu lão cả kinh, không dám khinh suất, siết chặt tay phải thành quyền, ngồi xổm xuống, khí vận toàn thân. Sau đó toàn lực đấm về phía trước, quyền mang vạn trượng đó lập tức bao trùm toàn bộ đạo thị. Sức mạnh của hai người đồng thời nổ tung, từng làn sóng sức mạnh đáng sợ liên tục chấn động lan ra xung quanh như sóng nước. Ở giữa nguồn sức mạnh này, Diệp Quân và Triệu lão điên cuồng lao vào nhau, kiếm quang và quyền mang liên tục nổ tung như pháo hoa, cả đạo thị bắt đầu rung lắc như động đất. Cuộc chiến ác liệt. Lúc này, Diệp Quân vẫn chưa sử dụng kiếm Thanh Huyên mà sử dụng kiếm ý của bản thân, kiếm ý của hắn không ngừng bộc phát ra khỏi cơ thể như thủy triều, lần lượt biến thành kiếm quang. Nhưng thực lực của Triệu lão đó quả thực rất kinh người, đối mặt với kiếm ý đáng sợ của Diệp Quân, quyền ý của ông ta chẳng những không hề yếu đi, mà ngược lại còn có áp chế phản kích, nhưng chẳng mấy chốc sắc mặt của ông ta trở nên hơi khó coi. Vì ông ta phát hiện mặc dù kiếm ý của Diệp Quân tạm thời bị ông ta trấn áp nhưng kiếm ý này đang dần trở nên mạnh hơn. Kiếm ý kiểu chiến đấu. Cảm nhận được thế,
Triệu lão kinh ngạc, đồng thời cũng hiểu rằng không thể tiếp tục đánh như vậy, phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ đến đây, một tia sáng vàng rực rỡ bộc phát ra từ trong người Triệu lão, được tia sáng này tăng thêm sức mạnh, quyền ý của ông ta lập tức tăng lên. Diệp Quân bị quyền ý này đánh văng ra xa cả mấy nghìn trượng. Khi Diệp Quân dừng lại, Triệu lão đó bỗng nhảy lên, biến thành tia sáng vàng xông về phía Diệp Quân. Diệp Quân híp mắt lại, cắm kiếm ý vào trong vỏ kiếm, sau đó rút kiếm. Vèo! Vừa rút kiếm ra, vô số kiếm quang lập tức nhấn chìm Triệu lão, nhưng ngay sau đó quyền mang đánh cho tất cả kiếm quang bị phá tan, sau đó một quyền mang lao thẳng đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân không lùi lại mà đánh trả, hắn lao đến trước, lại vung lên một nhát kiếm. Một tiếng nổ chói tai vang lên, Diệp Quân và Triệu lão đồng thời lùi về sau, nhưng ngay sau đó hai người lại cùng lao đến chỗ đối phương. Cả đạo thị bị vô số quyền mang và kiếm quang nhấn chìm. Sắc mặt Kỳ Mạc nấp trong tối bỗng trở nên cực kỳ khó coi, vì ông ta không ngờ sức chiến đấu của Diệp Quân lại hung hãn như vậy, cảnh giới thiên vương mà lại có thể đánh ngang tay với Triệu lão đã ở cảnh giới thần đạo. Vô lý thật sự. Lúc này ông ta cảm thấy nghiêm trọng đến mức bất thường. Sức chiến đấu này có vấn đề. Phải biết rằng, nhà họ Kỳ là thế lực siêu lớn, trong gia tộc cũng có thiên tài siêu cấp nhưng đều không bất thường như vậy. Lẽ nào thế lực đằng sau Diệp Quân còn mạnh hơn cả nhà họ Kỳ? Nghĩ đến đây sắc mặt Kỳ Mạc trở nên khó coi, nếu thế lực của đối phương mạnh hơn nhà họ Kỳ thật thì hành động lần này của ông ta có khả năng gây ra họa cho nhà họ Kỳ. Nhà họ Dương. Kỳ Mạc sầm mặt, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân ở phía xa, trước đó ông ta cũng đã điều tra nhưng không điều tra ra được thế lực nhà họ Dương. Ông ta cũng nghĩ giống Triệu lão, chỉ cần Diệp Quân này không phải là người của hai siêu thế lực kia thì họ không cần sợ gì cả, nhưng giờ xem ra cho dù Diệp Quân này không thuộc về hai thế lực kia thì chắc chắn cũng đến từ một thế lực siêu cấp. Vì thế lực bình thường tuyệt đối không thể bồi dưỡng được một thiên tài yêu nghiệt như vậy. Nhà họ Dương. Kỳ Mạc nhìn Diệp Quân đang đánh với Triệu lão ở đằng xa, càng cảm thấy bất an, vì không biết ra thế của Diệp Quân nên lúc này ông ta càng thêm bất an. Hơn nữa lúc này ông ta cũng bỗng nhớ đến Thần Nhất. Tại sao Thần Nhất lại đưa truyền thừa cho thanh niên kiếm tu này? Phải biết rằng, năm đó Thần Nhất sắp đạt đến 10 phần thần tính, gần như được xem là cường giả hàng đầu của thế giới, cường giả cấp bậc này lại chọn người tầm thường làm người thừa kế sao? Nghĩ đến đây Kỳ Mạc bỗng bừng tỉnh, ông ta nhìn Diệp Quân và Triệu lão ở đằng xa, lặng thinh một lúc rồi xoay người bỏ đi. Trước tiên ông ta không tham dự vào chuyện này nữa. Cứ đợi trước xem sao. Cứ để đạo thị đi đối đầu với Diệp Quân trước, xem thực lực của Diệp Quân đến đâu, nếu sau người đứng sau Diệp Quân xuất hiện, thực lực không mạnh lắm thì ông ta sẽ lập tức tham chiến, tiêu diệt Diệp Quân. Nếu sau khi người đứng sau Diệp Quân xuất hiện mà thực lực rất mạnh thì ông ta lập tức bỏ chạy, không tham chiến nữa. Ở đằng xa, Diệp Quân vẫn còn đang đánh với Triệu lão. Lúc này Diệp Quân càng đánh càng phấn khích, kiếm ý vô địch của hắn cũng lúc càng mạnh hơn trong khi đánh với Triệu lão. Lúc này sắc mặt Triệu lão hơi khó coi, vì ông ta nhận ra thực lực của Diệp Quân liên tục tăng lên trong khi đánh với ông ta. Không chỉ thế, khả năng tự hồi phục của Diệp Quân rất đáng sợ. Mỗi lần Diệp Quân bị ông ta đánh bị thương, không đến mười mấy giây vết thương của Diệp Quân sẽ tự động khôi phục. Vô lý thật sự. Ngay lúc này sức mạnh đáng sợ bỗng nổ tung trước mặt hai người, sức mạnh này khiến cả hai chấn động cùng lùi về sau. Hai người lùi về sau cả ngàn trượng mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Diệp Quân hít sâu một hơi, kiếm ý vô địch tuôn ra từ trong cơ thể hắn như thủy triều, sau đó hóa thành từng thanh kiếm vòng vây quanh người hắn. Đồng thời khí tức của hắn cũng trở nên mạnh hơn. Trận chiến này hắn đánh cực kỳ sảng khoái. Sắc mặt Triệu lão ở đằng xa vô cùng khó coi, vì hiện giờ Diệp Quân và ông ta đều đánh ngang nhau. Ông ta bỗng nhận ra hiện giờ ông ta đã không thể làm gì thanh niên kiếm tu có cảnh giới thấp hơn ông ta này rồi. Đúng là yêu nghiệt. Sát ý trong mắt Triệu lão như thực thể. Lúc này Diệp Quân bỗng bật cười, tiếp tục. Hắn vừa nói vừa biến thành kiếm quang rồi biến mất khỏi đó, thoáng chốc kiếm quang đó đánh thẳng đến trước mặt Triệu lão. Ánh mắt Triệu lão lóe lên vẻ hung ác, ông ta tiến đến trước một bước, đấm một quyền vào kiếm của Diệp Quân. Đối đầu trực diện. Một tiếng nổ động trời vang lên,
sóng khí đáng sợ nổ tung, sau đó hai người cùng lùi về sau. Diệp Quân lùi lại cả ngàn trượng, hắn cầm kiếm vung lên, sức mạnh kiếm ý cực mạnh lao ra từ trong kiếm của hắn, kiếm ý này đột nhiên kéo cơ thể hắn, dừng lại rồi tiếp tục lùi về phía sau. Lúc này Triệu lão ở phía xa cũng dừng lại, ông ta ngẩng đầu nhìn khí tức ngày càng mạnh của Diệp Quân, sầm mặt nói, Kỳ Mạc, ra tay đi. Ông ta quyết định không đánh đơn với Diệp Quân nữa. Ông ta muốn đánh hội đồng. Thế nhưng lại không có tiếng đáp lời nào cả. Không có động tĩnh. Triệu lão nhíu mày, ông ta nhìn sang bên phải, lúc này ông ta ngạc nhiên nhận ra Kỳ Mạc vốn dĩ trốn trong tối bỗng biến mất không thấy tăm hơi. Chuyện gì đây? Triệu lão vẫn hơi ngờ vực, lại nói, Kỳ Mạc. Chỗ đó vẫn không có tiếng động, không có tiếng đáp lời. Thấy thế, sắc mặt Triệu lão trở nên u ám, không phải tên này chạy trốn rồi đấy chứ. Diệp Quân đối diện ông ta cũng nhìn xung quanh, sau đó cười nói, ông không định một đánh một nữa sao? Triệu lão ngưng suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân, ông ta không nói gì cả, tay phải dần siết chặt lại, trong lòng bàn tay phải của ông ta, từng luồng khí màu đen bỗng bay ra. Mặc dù không biết tại sao Kỳ Mạc lại đột nhiên lâm trận bỏ chạy nhưng lúc này ông ta đã không còn đường lui, chỉ đành đánh đến cùng. Lúc này ông ta cũng quyết định không ẩn giấu thực lực nữa. Diệp Quân bình tĩnh nhìn Triệu lão nhưng kiếm ý vô địch quanh người đã bắt đầu tụ lại thành một thanh kiếm. Lúc này Triệu lão bỗng xòe tay, thoáng chốc một viên ngọc màu đen bay ra từ lòng bàn tay ông ta. Viên ngọc màu đen đó toát ra luồng sáng màu đen, ánh sáng đen này lập tức bao phủ cả đạo thị. Lúc này Diệp Quân đã xuất hiện trong thế giới bóng tối. Lúc này giọng thần giã vang lên, đây là thần châu địa ngục trong truyền thuyết, nó có thể triệu hồi thần giới địa ngục, nhốt người vào trong đó, ngươi. Còn chưa dứt lời, xung quanh bỗng xuất hiện rất nhiều tiếng kêu chói tai, sau đó từng trận cuồng phong đáng sợ thổi đến từ bốn phía, lạnh thấu xương. Diệp Quân nhíu mày, hắn nhìn xung quanh, khắp nơi đều tối đen như mực, hắn chẳng nhìn thấy gì cả. Với nhãn lực của hắn, cho dù ở trong bóng tối cũng không có tình trạng này. Ngay lúc này mặt đất xung quanh bỗng rung lên, như có cả ngàn vạn binh mã phi nước đại đến, cùng lúc đó vô số tà khí và sát khí đầy trời ập tới chỗ hắn. Tà ác, sát ý. Cảm nhận được điều này, Diệp Quân sửng sốt. Lúc này thần giã bỗng ngạc nhiên nói, mau dùng kiếm của ngươi để phá giới này. Giọng nói còn lộ ra vẻ sốt sắng. Vì thần giã cũng cảm nhận được nguy hiểm. Nếu không phá thế giới này, đừng nói là với thực lực bây giờ của Diệp Quân, dù là thần giã cũng sẽ gặp nguy hiểm ở đây. Phải biết rằng, khi một cường giả cảnh giới thần đạo sử dụng thần bảo đáng sợ, uy lực sẽ vô cùng khủng khiếp, nhất là khi thần bảo này vô cùng mạnh, hai người kết hợp lại, uy lực phát huy là không thể tưởng tượng được. Diệp Quân không dùng đến kiếm thanh huyên mà chỉ nhắm mắt lại. Lúc này hắn cảm thấy phấn khích. Không đúng, phải nói là huyết mạch phong ma trong người hắn cảm thấy phấn khích. Từ sau khi huyết mạch phàm nhân đạt đến 90% thì đã có dấu hiệu áp chế huyết mạch phong ma, cho nên trong khoảng thời gian này, huyết mạch phong ma cảm thấy hơi bức bối. Lúc này khi cảm nhận được sát ý và tà khí đầy trời xung quanh, nó rất phấn khích. Nó biết cơ hội của nó đến rồi. Nhưng nó vẫn còn chút lý trí, không tự động thức tỉnh mà đợi lệnh của Diệp Quân. Sau khi có huyết mạch phàm nhân và huyết mạch viêm hoàng, huyết mạch phong ma không còn kiêu ngạo như trước nữa, bây giờ nó sẽ lấy lòng Diệp Quân, dù sao nếu nó đánh nhau với huyết mạch phàm nhân thì lập trường của tên này rất quan trọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thấy Diệp Quân vẫn không lấy kiếm thanh huyên ra, thần giã cũng hơi sốt ruột, đang định ra tay nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không đúng, thanh niên này bình tĩnh như vậy hẳn là có cách đối phó. Nghĩ đến đây thần giã quyết định đợi thử xem sao. Ngay lúc này Diệp Quân bỗng mở mắt ra, hai mắt hắn đỏ ngầu, cùng lúc đó quanh người hắn xuất hiện huyết quang đáng sợ. Kích hoạt huyết mạch. Ngay khi huyết mạch được kích hoạt, sát ý và tà khí trào ra như thủy triều lập tức bị Diệp Quân thôn phệ, hấp thụ. Lúc này Diệp Quân như một vòng xoáy, vô số tà khí và sát khí lao đến chỗ hắn, sau đó bị hắn hấp thu, khiến Triệu lão nấp trong tối sững sờ. Chuyện gì thế? Triệu lão nấp trong tối khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi chuyện diễn ra khiến ông ta không thể hiểu nổi. Không chỉ Triệu lão, lúc này thần giã cũng khá ngạc nhiên, không ngờ Diệp Quân lại có huyết mạch khủng khiếp đến thế,
sức mạnh huyết mạch này khiến thần dã hơi sợ. Thanh niên này không đơn giản. Nghĩ đến đây, thần dã bỗng bật cười, phải nói rằng lần này mình đã kết giao được một mối nhân duyên lớn. Sau khi hấp thu tà khí và sát khí đó, khí tức trong người Diệp Quân bỗng tăng lên rất nhanh, nhất là huyết mạch phong ma của hắn, tà khí và sát khí này hệt như nắng hạn gặp mưa rào với nó, quả thật là quá sung sướng. Nhìn thấy khí tức của Diệp Quân càng lúc càng mạnh, sắc mặt Triệu Lão trở nên cực kỳ khó coi, ông ta vội vàng xòe tay ra, muốn thu hồi thế giới kết giới nhưng đúng lúc này, Diệp Quân ở phía xa bỗng chém một nhát kiếm xuống, huyết quang vạn trượng phá kết giới thành từng mảnh. Diệp Quân quay về đạo thị, lúc này hắn như một người máu, không chỉ hắn mà cả đạo thị đều trở thành một màu đỏ máu kỳ dị. Cách Diệp Quân cả trăm trượng, Triệu Lão nhìn chằm chằm Diệp Quân, lúc này ông ta cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, vì ông ta không ngờ Diệp Quân lại có sức mạnh huyết mạch đáng sợ đến thế. Dĩ nhiên ông ta nghĩ nhiều hơn. Có sức mạnh huyết mạch đáng sợ như thế có nghĩa là gì? Tức là chắc chắn đằng sau tên này có cường giả mạnh hơn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Triệu Lão trở nên khó coi. Kỳ mạc đó không có động tĩnh, lẽ nào đã nhận được tin tức gì sao? Ở một diễn biến khác, kỳ mạc nấp trong tối giờ phút này lộ ra vẻ nghiêm trọng chưa từng có, so với thực lực của Diệp Quân, ông ta càng lo sợ sức mạnh huyết mạch mà Diệp Quân thi triển. Phải biết rằng, sức mạnh huyết mạch đến từ tổ tiên, sức mạnh huyết mạch của Diệp Quân đáng sợ như vậy tức là sao? Tức là tổ tiên của tên này có cường giả cực kỳ mạnh. Nghĩ đến đây, sắc mặt kỳ mạc càng trở nên nghiêm trọng. Trong đạo thị, giọng Triệu Lão bỗng vang lên, kỳ mạc, bây giờ chúng ta hợp sức lại chắc chắn có thể giết được người này. Ông ta biết rõ bây giờ ông ta không thể giết được Diệp Quân, cũng không thể thu tay về được nữa, thế nên ông ta chỉ đành tìm kỳ mạc để hợp sức. Nghe Triệu Lão nói thế, kỳ mạc trong tối suy nghĩ một lúc, sau đó dùng huyền khí truyền âm nói, Triệu Lão, ông vất vả thêm chút nữa đi. Hả? Vất vả một chút? Nghe ông ta nói thế, Triệu Lão ngơ ngác, lời này có ý gì? Kỳ mạc nhìn Diệp Quân be bét máu ở phía đối diện Triệu Lão, ông ta đã hạ quyết tâm tạm thời không ra tay, ông ta quyết định chờ xem, dù sao bây giờ có Triệu Lão dùng thân mình để thử, ông ta cũng không vội, người vội là Triệu Lão. Sắc mặt Triệu Lão ở đằng xa vô cùng khó coi, ông ta đã hiểu ý đồ của kỳ mạc này muốn để ông ta thử thăm dò thực lực của Diệp Quân, sau đó xem tình huống mà ngư ông đắc lợi. Mình bị lừa rồi. Nhưng lúc này ông ta không còn cách nào khác. Hòa giải. Đánh đến giờ rồi, dù ông ta có muốn hòa giải, Diệp Quân ở phía đối diện chắc chắn cũng không có ý định đó. Nghĩ đến đây, Triệu Lão lấy điếu thuốc ra rồi châm lửa. Sau đó rít mạnh một hơi, ánh mắt dần trở nên hung dữ. Lúc này Diệp Quân ở phía xa không ra tay, vì huyết mạch phong ma của hắn đã bắt đầu không ổn định. Sau khi hấp thu sát ý và tà khí đó, huyết mạch phong ma trở nên mạnh hơn, cũng khó khống chế hơn. Sát niệm. Lúc này sát niệm của hắn mạnh đến mức cực kỳ đáng sợ. Không lâu sau, Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn Triệu Lão ở phía xa, đôi mắt như biển máu. Không do dự biến thành kiếm quang màu đỏ máu rồi biến mất khỏi đó. Vèo. Một tia kiếm quang màu đỏ máu đánh đến trước mặt Triệu Lão. Triệu Lão híp mắt, ông ta xòe tay trái ra, một cột sáng màu đen bỗng dâng lên, sau đó biến thành một chiếc khiên màu đen chặn trước mặt. Keng. Chiếc khiên đó rung lên dữ dội, sau đó nứt ra. Vì có sức mạnh huyết mạch hỗ trợ nên lúc này sức mạnh trong kiếm của Diệp Quân đã đạt đến mức khủng khiếp. Ngay lúc này Diệp Quân cầm kiếm xoay một vòng. Tấm khiên màu đen vỡ vụn, sức mạnh cực lớn lập tức đánh bay Triệu Lão, trước khi ông ta dừng lại, một thanh kiếm khác đã lao thẳng về phía ông ta. Thấy thế, ánh mắt Triệu Lão lập tức trở nên hung ác, bỗng giận dữ hét lên, ném điếu thuốc đi, sau đó chắp hai tay lại, miệng niệm chú cổ. Một lúc sau một bức tượng hư ảo hùng vĩ xuất hiện sau lưng ông ta. Bức tượng ảo này cao đến cả ngàn trượng hệt như một vị thần khổng lồ chống đỡ bầu trời. Triệu Lão bỗng tung ra một quyền. Một tia kiếm quang màu đỏ máu bị phá nát, sau đó Diệp Quân bị chấn động văng ra xa cả ngàn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Quân cảm thấy khá kinh ngạc, hắn nhìn bức tượng ảo phía sau Triệu Lão ở đằng xa, bức tượng ảo này đứng giữa trời giống ma thần. Sau khi bức tượng ảo này xuất hiện, thời không của cả đạo thị đều đang bắt đầu trở nên mờ ảo.
Lúc này thần giã cũng bỗng nói, đây là thần tính của ông ta. Diệp Quân nhíu mày, thần tính. Thần giã nói, đúng thế, sau khi đạt đến cảnh giới thần đạo thì có thể triệu hồi thần tính của mình, đây cũng là con át chủ bài lớn nhất của cường giả cảnh giới thần đạo, thần tính càng cao thì thần tính được triệu hồi càng mạnh, người đừng xem thường. Tượng thần này của ông ta. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn Triệu lão, lúc này gương mặt ông ta hiện lên đầy tà khí, sát khí trong mắt như thực thể. Lúc này ông ta đã bị đánh ra lửa. Triệu lão đột nhiên gầm lên làm rung chuyển cả đạo thị, sau đó ông ta bỗng lao về phía trước, tung ta một quyền đấm vào người Diệp Quân. Diệp Quân ở đằng xa hiện lên tâm niệm, vô số kiếm ý vô địch bay ra từ trong cơ thể hắn, sau đó tụ thành một thanh kiếm. Thời không tuế nguyệt chồng chéo. Vừa tung ra đòn tấn công, một tiếng xé toạc sắc bén vang lên trong đạo thị. Ầm, tia kiếm quang màu đỏ máu nổ tung từ trong đạo thị, lập tức nhấn chìm cả đạo thị, thoáng chốc cả đạo thị trở thành một biển máu. Bắt đầu tan biến. Giờ phút này, cả tòa đạo thị đã như biển máu, hai luồng sức mạnh khủng bố liên tục bùng nổ trong biển máu, sóng cuồn cuộn mãnh liệt, cực kỳ đáng sợ. Chẳng mấy chốc, cả hai người chiến đấu điên cuồng. Sức mạnh hai người bộc phát ra làm đất trời rung chuyển không ngừng. Cứ như vậy, hai người chiến đấu gần một canh giờ, cuối cùng bị một đòn quyền mang bùng nổ tách ra, cả biển máu bị rung chuyển, bắn lên cao gần ngàn trượng, cùng lúc đó hai người lại xuất hiện ở giữa sân. Diệp Quân đứng cầm kiếm, quanh người tỏa ra kiếm ý mạnh mẽ và sức mạnh huyết mạch. Phía đối diện, Triệu lão đang hết sức chăm chú nhìn theo hắn, sau lưng Triệu lão. Bức tượng thần cũng tỏa ra khí tức mạnh mẽ khủng bố giống vậy, khí tức đó từng đợt chấn động bốn phía, cực kỳ đáng sợ. Vẻ mặt Triệu lão cực kỳ u ám, ông ta không ngờ, sức mạnh huyết mạch của thanh niên trước mắt lại khủng khiếp tới vậy, có thể chống lại sức mạnh của tượng thần. Quá yêu nghiệt. Giờ này phút này, trong lòng Triệu lão hơi hối hận, vì ông ta hiểu rõ, người trẻ lại có chiến lực khủng khiếp thế này, tuyệt đối không phải người bình thường. Chắc chắn sau lưng có một thế lực cực kỳ khủng bố. Dù vậy, giờ ông ta đã không còn đường lui, đã là kẻ địch thì chỉ có thể dùng toàn lực, nhổ cỏ tận gốc. Nghĩ tới đây, Triệu lão chút bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, ông ta lại nhìn Diệp Quân, không nhiều lời, ý niệm khẽ động, bức tượng thần sau lưng ông ta đột nhiên gầm lên giận dữ, ngay sau đó đấm mạnh về phía Diệp Quân. Cú đấm này vừa tung ra, trời đất run sợ. Khí tức vỡ tung tức khắc tạo ra âm thanh đáng sợ, như sét đánh giữa sân. Ở phía xa, Diệp Quân thấy cú đấm lao tới, mặt không cảm xúc, nâng tay đâm một nhát kiếm. Tuế nguyệt chồng chéo. Đối đầu trực diện. Ầm ầm. Hai luồng sức mạnh của hai người va vào nhau tạo ra một luồng sóng xung kích có sức mạnh đáng sợ, bùng nổ giữa sân, sau đó chấn động ra xung quanh với tốc độ khủng khiếp. Nếu không phải nơi này có phong ấn của vô số cường giả để lại thì e rằng cả đạo thị đã biến thành cho tàn. Thấy Diệp Quân lại đỡ đòn tấn công của mình, đột nhiên Triệu lão mở lòng bàn tay, một giọt máu từ lòng bàn tay ông ta bay ra, lao thẳng vào giữa lông mày bức tượng thần. Trong nháy mắt, khí tức của bức tượng thần điên cuồng tăng lên, khí tức mạnh mẽ như làn sóng liên tục chấn động bốn phía, khiến trời đất phải khiếp sợ. Lúc này, trong đầu Diệp Quân vang lên giọng nói nghiêm nghị của thần giã, cẩn thận, đây là huyết tế, thuật pháp này là một thuật thần thông cổ xưa, dùng máu huyết tế để tăng sức mạnh của tượng thần, thuật pháp này tuy có thể tăng cường đáng kể sức mạnh của tượng thần, nhưng phản vệ cũng rất nghiêm trọng, ông ta muốn liều mạng với ngươi đấy. Diệp Quân từ từ nhắm mắt, không đáp lại lời của thần giã, vì thần trí của hắn đã dần dần rơi vào phong ma. Sau khi huyết mạch phong ma hấp thu tà khí và sát khí, hắn đã đạt tới cấp độ khác, mà bây giờ hắn vẫn còn chiến đấu, vì vậy huyết mạch phong ma càng lúc càng mạnh, tuy chưa hoàn toàn vào trạng thái phong ma, nhưng cũng không kém hơn là bao. Trong bóng tối, đám người Kỳ Mạc thấy hai người chiến đấu tới mức này, vẻ mặt cũng cực kỳ nghiêm trọng, đương nhiên, ông ta nghiêm trọng như vậy còn có lý do khác, đó là tới tận bây giờ, người phía sau Diệp Quân vẫn chưa xuất hiện. Ông ta biết một vài thế gia sẽ buông lỏng cho hậu bối tự do phát triển. Nhà họ Kỳ cũng vậy, nhưng vẫn có cường giả âm thầm đi theo bảo vệ, vừa nãy ông ta dùng thần thức nhìn lướt bốn phía, nhưng không phát hiện bất kỳ ai. Buông lỏng hoàn toàn vậy sao? Kỳ Mạc nhíu mày. Trong đạo thị, sau khi được huyết tế, xung quanh bức tượng thần đằng sau Triệu lão tỏa ra một màu đỏ nhàn nhạt,
khí tức vẫn điên cuồng tăng vọt, tuy vậy, sắc mặt của Triệu lão tái nhợt hơn, cứ như đã già đi rất nhiều. Diệp Quân khép hờ hai mắt, nắm chặt kiếm ý màu máu trong tay, trầm mặc không nói gì, như một nhà sư đang ngồi thiền. Giờ phút này, trong sân thật yên bình, sự yên bình hiếm có. Nhưng chưa được bao lâu, tượng thần đằng sau Triệu lão đột nhiên bước lên trước, từng bước dẫm xuống làm cả đạo thị dung chuyển dữ dội, sau đó, lại tung một cú đấm về phía Diệp Quân. Ầm ầm, quyền mang cao vạn trượng. Uy lực của cú đấm này mạnh hơn mấy lần so với trước đó, từng đòn quyền ý đáng sợ trong nháy mắt phát ra xung kích, khuếch tán khắp đạo thị. Nhìn cảnh tượng này, Kỳ Mạc trong bóng tối từ từ nắm chặt tay, nhìn chằm chằm Diệp Quân phía xa, ông ta biết rằng, hai người này sắp phân thắng bại. Vì hai bên đều đã đưa ra con át chủ bài của mình. Cùng lúc cú đấm của tượng thần đánh tới, Diệp Quân từ từ mở mắt, lúc này hai mắt hắn đỏ rực như một biển máu. Đối mặt với cú đấm khủng khiếp này, Diệp Quân không thi triển kiếm kỹ gì, chỉ đâm một nhát kiếm ra, vô số huyết quang trong kiếm hắn tuôn trào. Lúc này, không chỉ có huyết mạch phong ma, mà còn có huyết mạch phàm nhân. Hai loại huyết mạch xuất hiện. Diệp Quân đâm một nhát kiếm, cú đấm của tượng thần đã bị nhát kiếm này cố định tại chỗ, ngay sau đó, cánh tay phải của tượng thần bắt đầu nứt lìa, trong nháy mắt, vô số quyền ý cũng bắt đầu tan biến. Thấy cảnh tượng này, hai mắt Triệu lão đứng xa xa lập tức trừng lớn, vẻ mặt khó tin, sao có thể chứ, hai loại sức mạnh huyết mạch. Giây phút ấy ông ta đã hoàn toàn ngơ ngác. Ông ta thật sự không ngờ, trong cơ thể thanh niên trước mặt này lại có hai loại sức mạnh huyết mạch, hơn nữa, sức mạnh huyết mạch thứ hai lại khủng khiếp tới vậy. Chuyện này không bình thường. Không chỉ Triệu lão, Kỳ Mạc trong bóng tối cũng ngây dại. Hai loại sức mạnh huyết mạch cùng tồn tại trong một thể, nghĩa là gì? Có nghĩa là tổ tiên của người này có khả năng là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Khó tin. Mồ hôi lạnh trên mặt Kỳ Mạc đã chảy ròng ròng. Một vài cường giả nhà họ Kỳ sau lưng ông ta cũng lộ ra vẻ kiêng dè, đây là loại người gì? Lại có thể có hai loại huyết mạch đáng sợ tới vậy. Sau khi Diệp Quân dùng một nhát kiếm chém vỡ cánh tay phải của bức tượng thần, cơ thể hắn rung lên. Hóa thành một đạo huyết quang vạn trượng chém về phía tượng thần. Triệu lão đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết, ông ta thúc giục bức tượng thần đánh ra một đòn nữa, nhưng vừa chạm tới thanh kiếm của Diệp Quân, bức tượng thần đã vỡ tan tành. Triệu lão trợn mắt, cơ thể như chịu một đòn nghiêm trọng, miệng liên tục ho ra máu. Tượng thần vỡ tan, ông ta lập tức bị thương nặng. Sau khi dừng lại, Triệu lão vội tức giận gào lên, Kỳ Mạc. Bây giờ hắn đã là nỏ mạnh hết đà, sao ông còn chưa ra tay? Nỏ mạnh hết đà. Kỳ Mạc nhìn Diệp Quân đằng xa, trầm mặc. Đánh tới bây giờ, tuy Diệp Quân thỉnh thoảng cũng bị thương, nhưng nhìn thế nào Diệp Quân cũng không giống nỏ mạnh hết đà. Tên Triệu lão này muốn lừa mình. Thấy Kỳ Mạc không phản ứng gì, Triệu lão thật sự sốt ruột, ông ta lại vội nói, Kỳ Mạc, bây giờ ra tay, ông sẽ có được 7 phần tổ mạch của hắn, đạo thị ta chỉ cần 3 phần. Triệu lão. Đúng lúc này, Kỳ Mạc chậm rãi bước ra, ông ta nhìn chằm chằm Triệu lão, cực kỳ bất mãn, ông đừng nói lung tung, nhà họ Kỳ và Diệp công tử đúng là đã xảy ra vài chuyện không vui, nhưng ta đã điều tra rõ ràng, chuyện đó hoàn toàn là lỗi của người nhà họ Kỳ, không thể trách Diệp công tử. Nói tới đây, ông ta nhìn về Diệp Quân, trịnh trọng nắm tay ôm quyền, Diệp công tử, lúc trước tiểu bối nhà họ Kỳ ta không hiểu chuyện, xúc phạm ngươi. Mong ngươi rộng lượng không chấp nhặt, đừng để trong lòng. Kỳ Mạc. Triệu lão đằng xa đột nhiên gào lên giận dữ, ông đúng là tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ, ông cho rằng bây giờ ông rút lui thì hắn sẽ buông tha cho nhà họ Kỳ sao? Người này thiên phú yêu nghiệt, một khi để hắn có cơ hội phát triển thì nhà họ Kỳ đứng trước mặt hắn sẽ chỉ là con cừu non đợi bị làm thịt, đến lúc đó, ông hối hận cũng muộn rồi. Diệp Quân đột nhiên mở lời, ông đừng nói lung tung. Ta với nhà họ Kỳ chỉ xảy ra chút hiểu lầm, bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết, đương nhiên không cần trả thù gì nữa. Nghe Diệp Quân nói vậy, Kỳ Mạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, Diệp công tử sáng suốt. Diệp Quân đột nhiên cắt ngang lời gã, muốn hợp tác đánh sập đạo thị không? Nghe Diệp Quân nói vậy, Kỳ Mạc sửng sốt. Hợp tác? Cái quái gì vậy? Bây giờ ông ta không theo kịp suy nghĩ của Diệp Quân nữa rồi.
Diệp Quân còn nghiêm túc nói, chúng ta hợp tác đánh sập đạo thị, ông thấy sao? Kỳ Mạc nhìn thoáng qua Diệp Quân, mỉm cười, Diệp công tử nói đùa rồi, chuyện lớn như vậy, sao ta có thể quyết định được? Việc này, ta phải quay lại bẩm báo với gia chủ. Ông ta không từ chối vì sợ chọc giận Diệp Quân. Diệp Quân cũng không nói tiếp, chỉ nhìn Triệu lão ở đằng xa, ông có thể đi rồi đấy. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giờ phút này, Triệu lão và Kỳ Mạc đều sửng sốt. Đùa cái gì vậy? Ngươi không đánh nữa à? Thấy Diệp Quân đi thật, Kỳ Mạc vội nói, Diệp công tử. Diệp Quân quay người nhìn Kỳ Mạc do dự nhắc nhở, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nhổ cỏ tận gốc? Nghe Kỳ Mạc nói vậy, Triệu lão nhìn chằm chằm ông ta, vẻ mặt cực kỳ khó coi, tên khốn này còn muốn thanh niên kiếm tu kia giết ông ta. Lúc này, ngược lại, ông ta không hận Diệp Quân. Với tư cách là đối thủ của Diệp Quân, hai bên người chết ta sống là chuyện bình thường, nhưng Kỳ Mạc này làm vậy, đúng là không bằng một con chó, nếu hôm nay ông ta có thể sống, sau này chắc chắn điên cuồng trả thù nhà họ Kỳ. Ông ta biết lý do Diệp Quân không giết mình là vì vậy, nhưng ông ta không quan tâm, bây giờ ông ta chỉ muốn Kỳ Mạc chết, muốn nhà họ Kỳ diệt vong. Nghe Kỳ Mạc nói thế, Diệp Quân lập tức nhíu mày, nhổ cỏ tận gốc ư. Kỳ Mạc vội gật đầu, đúng đúng, Diệp công tử, nhổ cỏ không nhổ gốc, gió xuân thổi tới lại nảy mầm, vậy nên, người nhất định đừng nhân từ mà nương tay. Diệp Quân lắc đầu, cha và ông nội ta thường dạy ta, phải khoan dung độ lượng, làm việc phải chừa đường lui, sau này còn gặp lại, vậy nên, ta không giết nữa. Cổ hủ! Nghe Diệp Quân nói như vậy, Kỳ Mạc có chút lo lắng, cha và ông nội ngươi mềm yếu như vậy, tung hoành trên giang hồ chắc cũng chẳng ra làm sao nhỉ. Diệp Quân khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, quả thật là cũng chẳng ra làm sao, đặc biệt là cha ta, người ta gọi ông ấy là vua dựa dẫm. Trong cơ thể Diệp Quân, kiếm thanh huyên đột nhiên rung lên, như đang muốn nói gì đó. Diệp Quân! Kỳ Mạc nghiêm túc nói, Diệp công tử, Triệu lão này đã là kẻ địch của ngươi rồi. Ông ta bây giờ đã là nỏ hết đà, nếu ngươi không giết ông ta, khi ông ta tỉnh lại, sẽ dẫn cường giả đạo thị đến giết ngươi, đến lúc đó ngươi hối hận cũng đã muộn. Diệp Quân đột nhiên nói, hay là ông giết đi. Vẻ mặt Kỳ Mạc cứng đờ. Diệp Quân không nói nữa, xoay người cầm kiếm bay lên, biến mất khỏi tầm mắt của ông ta. Nhìn thấy vậy, sắc mặt Kỳ Mạc nhất thời trở nên khó coi, tựa hồ cảm nhận được cái gì đó. Ông ta quay đầu nhìn về phía Triệu lão, lúc này, Triệu lão đang dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, sao, ông muốn giết ta à? Kỳ Mạc sự im lặng. Ông ta đúng là đã muốn giết người. Bởi vì ông ta không biết Triệu lão này có trả thù Diệp Quân hay không, nhưng Triệu lão nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta, nhưng nếu ông ta giết Triệu lão thì sẽ gây nên hiềm khích với đạo thị, có khi còn dẫn đến thù địch giữa hai thế lực. Lúc đó nhà họ Kỳ có thể sẽ không bảo vệ được ông ta nữa, vì dù sao địa vị của Triệu lão cũng không thấp. Lúc này Kỳ Mạc thực sự rất hận Diệp Quân. Đồng thời, ông ta cũng cảm thấy có chút hối hận, nếu sớm biết thì ông ta đã cùng Diệp Quân liên thủ san bằng đạo thị rồi. Nhưng bây giờ, quá muộn rồi. Triệu lão đột nhiên cười lạnh một tiếng, nào, giết ta đi. Ông ta vốn không sợ Kỳ Mạc, bởi vì ông ta nghĩ Kỳ Mạc sẽ không dám giết ông ta. Trầm mặc một lát, Kỳ Mạc thấp giọng thở dài, Triệu lão, ông chớ có trách ta, lai lịch tên kia không đơn giản đâu. Rõ ràng ông ta đang muốn chuyển hướng mâu thuẫn. Nhưng Triệu lão không nghe ông ta, cười lạnh vài tiếng rồi xoay người rời đi. Nhìn thấy vậy, ánh mắt Kỳ Mạc dần dần trở nên âm trầm, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Nếu không giết, vẫn còn cứu vãn được. Nếu giết, thì nhà họ Kỳ sẽ chẳng còn đường cứu vãn với đạo thị nữa. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Kỳ Mạc đột nhiên không khỏi tức giận mắng, sao tên kiếm tu đáng chết đó lại lắm tâm tư vậy chứ? Bên ngoài đạo thị, ba người Mạt Ách lúc này cũng nhận được tin tức, khi biết Triệu lão bị Diệp Quân đánh bại, cả ba người đều lộ ra vẻ khó tin. Bởi vì Diệp Quân chẳng qua chỉ ở cảnh giới thiên quân mà thôi. Cảnh giới thiên quân đánh bại cảnh giới thần đạo. Làm sao có thể? Thần linh nhà họ Triệu trầm giọng nói, chẳng lẽ Diệp Quân đang che giấu thực lực? Mạt Ách lắc đầu, không thể. Thần linh nhà họ Triệu cau mày, nói cách khác, thực lực của hắn trong khoảng thời gian này đã tăng lên rất nhiều.
Nghe vậy, vẻ mặt của ba người họ đồng thời trở nên ngưng trọng. Nếu thực sự trong thời gian ngắn như vậy mà thực lực của Diệp Quân tăng lên nhiều như vậy, vậy thì quá khủng bố. Mạt Ách trầm giọng nói, người này, đúng là quái vật. Thần linh nhà họ Triệu đột nhiên nói, truyền thừa của lão sư. Mạt Ách nói, trở về đạo điện trước đi. Người này có được truyền thừa của lão sư, thần giới giờ chắc cũng biết hết rồi, giờ chúng ta yên lặng theo dõi diễn biến là được. Bọn họ mặc dù cũng được gọi là thần, nhưng cũng không phải là người mạnh nhất trong đạo điện, sở dĩ truy sát Diệp Quân đó là bởi vì không có nhiều người biết Diệp Quân có được truyền thừa của thượng thần. Nhưng hiện tại, việc Diệp Quân có được truyền thừa của thần nhất đã lan rộng khắp các thế giới. Lúc này, cho dù bọn họ có được truyền thừa và tổ mạch của Diệp Quân, cũng không giữ được, cho nên hiện tại cũng không cần mạo hiểm. Rất nhanh, ba người quay đầu rời đi. Trong một bầu trời đầy sao yên tĩnh, một cung điện sang trọng đứng lặng lẽ. Đạo cung. Đây là trụ sở của đạo thị. Sau khi Triệu lão rời khỏi đạo thị, liền trở lại đạo cung. Sau khi tiến vào chính điện của đạo cung, liền cung kính hành lễ. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng xuất hiện đối diện với Triệu lão. Triệu lão lại vội vàng hành lễ, cung chủ. Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói. Triệu lão nhanh chóng giải thích tường tận vấn đề. Một lúc sau, người đàn ông trung niên chậm rãi đi đến cửa đại điện, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao ở phía xa, nhẹ giọng nói, thần nhất. Triệu lão có chút tò mò, cung chủ biết sao? Thần nhất này. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, hồi đó ta từng gặp qua một lần, là một người rất xuất chúng. Triệu lão liếc nhìn người đàn ông trung niên, nhưng không nói gì. Sau một lúc lâu im lặng, người đàn ông trung niên đột nhiên hỏi, kiếm tu trẻ tuổi đã có được truyền thừa của thần nhất. Triệu lão gật đầu. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nói như vậy, thần vật của thần nhất kia đang ở chỗ hắn. Triệu lão do dự một lúc, rồi nói, đúng thế. Người đàn ông trung niên nheo mắt lại. Nhìn thấy cảnh này, Triệu lão cả kinh, sau đó nói, chẳng lẽ cung chủ muốn tổ mạch kia? Tổ mạch. Người đàn ông trung niên cười nhẹ, nhưng không nói gì. Triệu lão trầm giọng nói, cung chủ, người này có hai loại huyết mạch rất đáng sợ, lai lịch cũng không đơn giản. Trên thực tế, ông ta giờ không quá muốn nhắm vào Diệp Quân nữa. Cũng không muốn đạo thị tiếp tục nhắm vào Diệp Quân. Bởi vì ông ta có chút sợ hãi Diệp Quân. Trong trận đấu trước với Diệp Quân, ông ta biết rất rõ rằng Diệp Quân vẫn chưa đạt đến cực hạn của mình, kiếm tu trẻ tuổi đó chắc chắn vẫn đang che giấu con át chủ bài của mình. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất là thế lực đứng sau kiếm tu trẻ tuổi đó vẫn chưa xuất hiện. Nói một cách đơn giản, bây giờ ông ta chỉ muốn khử nhà họ Kỳ. Người đàn ông trung niên đột nhiên nói, có hai huyết mạch, muốn tra ra lai lịch của hắn hẳn là không dễ dàng, ông tìm được chưa? Triệu lão đầu lắc đầu, mới tra ra một ít, hắn đến từ Tuế Nguyệt Trường Hà. Người đàn ông trung niên nhẹ nói, Tuế Nguyệt Trường Hà. Nơi đó đã từng có hai người rất đáng gờm, một người là chủ nhân bút đại đạo, người kia là chân thần chân vũ trụ. Không biết hắn có liên quan gì đến đám người này không? Triệu lão nói, ta không biết điều đó. Sau một lúc lâu im lặng, người đàn ông trung niên nói, ông đi thay ta một chuyến, hỏi thanh niên đó xem có thể nhượng lại một món thần vật của thần nhất để lại không, là một cuốn sách màu đen, nếu hắn đồng ý thì đạo thị có thể cho hắn hai đạo tổ mạch. Triệu lão cười khổ nói, cung chủ, ta vừa mới đánh nhau với hắn. Người đàn ông trung niên cười nói, xem trí nhớ của ta này. Thôi không sao. Không phải hắn để ông đi rồi sao? Triệu lão do dự một lúc rồi nói, vậy ta sẽ thử. Người đàn ông trung niên gật đầu, ừ. Triệu lão đột nhiên nói, nếu như hắn không chịu nhượng thì sao? Ánh mắt người đàn ông trung niên đột nhiên híp lại, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy vậy, sắc mặt Triệu lão lập tức trầm xuống, ông ta biết nếu như Diệp Quân không chịu nhượng, cung chủ nhất định sẽ không từ bỏ. Điều khiến hắn có chút hiếu kỳ chính là, cuốn sách cổ màu đen kia rốt cuộc là thần vật gì, ngay cả cung chủ cũng động lòng. Phải biết rằng, trong các thế lực lớn, đạo thị rất giàu có, hơn nữa với tư cách là chủ nhân của đạo thị, ông ta nắm giữ vô số bảo vật thần thánh, cho dù là tổ mạch siêu quý giá thì ở trước mặt cung chủ cũng chỉ đến vậy mà thôi. Cho nên, thứ khiến cung chủ coi trọng, quả thật không nhiều. Lúc này,
Người đàn ông trung niên nói, đi nói với hắn trước, xem hắn nghĩ thế nào. Triệu lão khẽ gật đầu, được. Nói xong, ông ta lặng lẽ rút lui. Ở cửa chính điện, người đàn ông trung niên trầm mặc một hồi, nói, người đâu? Vừa dứt lời, bốn cường giả thần bí mặc áo giáp đen xuất hiện phía sau người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói, đi đi, nếu như đối phương không đồng ý nhượng. Nói tới đây, ông ta tự giễu cười một tiếng, ta cũng không nghĩ tới việc bản thân sẽ dùng thủ đoạn tồi vậy đâu. Nhưng biết làm sao được, thứ đó quý giá vô cùng, ta không ra tay, người khác sẽ ra tay. Tốt hơn là ở nó ở trong tay của ta. Nói xong, ông ta phất tay. Nhận được tín hiệu, bốn cường giả thần bí cung kính hành lễ, sau đó lặng lẽ biến mất tại chỗ. La Giới, nhà họ Mục. Sau khi nghe lão già trước mặt nói xong, tộc trưởng Mục Thành của nhà họ Mục vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, hắn thật sự đã đánh bại một cường giả cảnh giới thần đạo có bốn phần thần tính à? Ông lão khẽ gật đầu, ừ. Mục Thành chậm rãi đứng lên, lúc này ông ta có chút sợ hãi, nhưng cũng có chút vui mừng. Năm đó tên kia cố ý xòe ra nhiều tổ mạch như vậy, là muốn dụ nhà họ Mục ông ta ra tay, nếu ông ta lựa chọn làm như vậy, nhà họ Mục có lẽ đã diệt tộc rồi. Mục Thành nhẹ giọng nói, tên này thật là xấu xa. Lão già cũng nói, tộc trưởng, người này lai lịch nhất định không đơn giản, tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể đạt tới trình độ này, thật sự là hiếm có. Mục Thành khẽ gật đầu, có chút nghi hoặc nói, trước hắn nói hắn thuộc nhà họ Dương. Nhưng tại sao ta chưa hề nghe đến tộc này? Lão già nói, có lẽ là đại tộc lánh đời. Mục Thành gật đầu, có thể, bất kể như thế nào, sau ngày hôm nay, nhà họ Dương này nhất định sẽ trở thành đối tượng điều tra của rất nhiều thế lực. Nói đến đây, ông ta lắc đầu, rồi nói, đây không phải là việc của những người nhà họ Mục ta, trưởng lão, hãy truyền lệnh. Từ nay về sau, người nhà họ Mục không được vênh váo bên ngoài, không được dùng quyền thế ức hiếp người khác. Khiêm tốn cho ta, nếu để cho ta biết ai ỷ thế ức hiếp người khác, lập tức bị trục xuất khỏi nhà họ Mục. Bất luận là nhà họ Dương hay là Đạo Thị, hiện tại ông ta đều không muốn đi dây vào, ông ta chỉ muốn chăm người nhà của mình thật tốt. Bởi vì ông ta phát hiện, nếu không quản lý người của mình cho tốt, một khi chọc giận người không nên chọc giận, thì sẽ chuốc lấy tai họa cho cả tộc. Sau khi Triệu lão rời khỏi đạo cung, cũng không có đi thẳng đến gặp Diệp Quân, mà dẫn theo một nhóm người thẳng đến nhà họ Kỳ. Bây giờ để vấn đề của Diệp Quân sang một bên, ông ta phải giết Kỳ Mạc, tên khốn đó trước. Nhà họ Kỳ. Ngu xuẩn. Trong đại điện, một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, chấn động bốn phía. Trong đại điện, sắc mặt Kỳ Mạc có chút khó coi, cúi đầu không dám nói gì. Trước mặt ông ta cách đó không xa, có một người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên mặc một bộ hoa bào. Trong mắt ánh lên sự tức giận không thể che giấu. Người này là Kỳ Lăng, gia chủ nhà họ Kỳ. Kỳ Lăng trừng mắt nhìn Kỳ Mạc, tức giận nói, ông cho rằng lai lịch của thiếu niên kia không đơn giản, không ra tay cũng không có gì sai, nhưng ông tuyệt đối không được để cho tên đó giết chết Triệu lão. Không đúng, khi thiếu niên kia mời ông cùng đối phó với Đạo Thị, lẽ ra ông không nên từ chối, sau khi từ chối, ông lại để cho thiếu niên kia đi giết Triệu lão. Ông quả thực là một con lợn, ngu như lợn. Lúc này, Kỳ Lăng tức giận đến mức phổi sắp nổ tung. Nếu Kỳ Mạc biết thân phận của người thanh niên này không đơn giản liền rút lui, thì đó sẽ là một lựa chọn sáng suốt, nhưng Kỳ Mạc lại không rời đi, không chỉ từ chối mà còn để cho thiếu niên đó đi giết Triệu lão. Điều này tương đương với việc kết thù hai phe một lúc. Sau khi nghĩ đến đây, Kỳ Lăng càng nghĩ càng tức giận và tiếp tục chửi bới, ông đúng là một con lợn. Không, lợn không ngu bằng ông. Sắc mặt Kỳ Mạc tái đi, nhưng không dám nói gì, bởi vì ông ta cũng biết mình đã phạm phải sai lầm lớn, hiện tại cần nhà họ Kỳ che chở, bởi vì Triệu lão nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta. Kỳ Lăng hít một hơi thật sâu, khuôn mặt trở nên tái nhợt, tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ. Nhà họ Kỳ vốn có rất nhiều lựa chọn, nhưng Kỳ Mạc lại chọn cái ngu ngốc nhất. Đúng là lợn. Một lúc sau, Kỳ Lăng đột nhiên nói, ông nói là thanh niên đó có truyền thừa của thần nhất. Thấy lửa giận của Kỳ Lăng đã lắng xuống, Kỳ Mạc vội vàng gật đầu, đúng thế. Ánh mắt Kỳ Lăng khẽ động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thấy vậy, Kỳ Mạc sửng sốt, chẳng lẽ tộc trưởng cũng có ý nghĩ đó.
Sau khi nghĩ, Kỳ Mạc trầm giọng nói, tộc trưởng, lai lịch của tên kia không đơn giản. Kỳ Lăng tức giận nói, bây giờ đã thành kẻ thù của nhau rồi, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ giết ông đi đền tội cho hắn? Kỳ Mạc không dám nói gì nữa. Quả thật, hiện tại hai bên đã thành kẻ thù, trừ khi nhà họ Kỳ muối mặt đi xin lỗi thanh niên đó, nếu không, không ai có thể đảm bảo sau này thanh niên kia không trả thù nhà họ Kỳ. Đương nhiên, Kỳ Mạc hiểu rõ, tộc trưởng nhà mình không phải đang lo lắng tên này có trả thù nhà họ Kỳ hay không, mà là đang thèm muốn truyền thừa thần nhất trên người tên này. Thần nhất, đây là một vị cường giả có 10 phần thần tính. Những thứ mà một cường giả ở cấp độ này để lại sao có thể là những thứ bình thường được. Đừng nói những thứ khác, ngay cả tổ mạch kia cũng đủ khiến lòng người rung động rồi. Đúng lúc này, một ông lão đột nhiên đi vào đại sảnh, ông già cung kính hành lễ với Kỳ Lăng, sau đó nói, tộc trưởng, Triệu lão tới rồi. Nghe thấy vậy, Kỳ Lăng lạnh lùng liếc nhìn Kỳ Mạc một cái, nói, mời vào. Ông lão khẽ hành lễ rồi lui ra sau. Chẳng mấy chốc, Triệu lão bước vào đại điện, cũng mang theo 5 cường giả đỉnh cấp, một trong số họ ở cảnh giới thần đạo. Thấy Triệu lão, Kỳ Lăng vội vàng chào hỏi, cười nói, Triệu lão, ông. Triệu lão chỉ thẳng vào Kỳ Mạc bên cạnh, lão Lăng, người này phải chết. Biểu cảm của Kỳ Lăng đông cứng lại. Sắc mặt Kỳ Mạc âm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Triệu lão nhìn chằm chằm Kỳ Lăng, Kỳ Lăng, ta là người ân oán phân minh. Những gì người này đã làm không phải là ý nhà họ Kỳ, vì vậy ta chỉ muốn ông ta chết. Cho dù lùi một bước sẽ tiến được nhiều bước, nhưng cục tức này ông ta không chịu được, nếu không giết Kỳ Mạc, ông ta ăn không ngon ngủ không yên. Im lặng hồi lâu, Kỳ Lăng mới nói, Triệu lão, ông ta làm sai chuyện, nhưng chết. Chẳng phải là hơi quá sao? Hắn đương nhiên sẽ không để cho Kỳ Mạc chết, đùa chắc, nếu như cứ để cho Kỳ Mạc chết như vậy, không phải sẽ bôi cho chát chấu vào mặt mũi nhà họ Kỳ sao? Cho nên, ông ta mặc dù rất muốn giết con lợn ngu Kỳ Mạc kia, nhưng hiện tại ông ta cũng sẽ không giao Kỳ Mạc ra. Triệu lão nhìn chằm chằm Kỳ Lăng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, nói vậy tức là không tìm được tiếng nói chung rồi. Kỳ Lăng thấp giọng thở dài, Triệu lão, chuyện này là do nhà họ Kỳ ta không phải, như này đi, nhà họ Kỳ ta bỏ ra 300 tổ nguyên bù tội cho ông, chuyện này coi như bỏ qua, đừng làm hỏng hòa khí giữa hai nhà chúng ta. Triệu lão cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, 300 tổ nguyên, ông thấy ta thiếu 300 tổ nguyên à? Kỳ Lăng cau mày, ánh mắt trở nên có chút lạnh lùng, Triệu lão, chuyện này thật sự không có cách nào khác sao? Triệu lão suy nghĩ một chút, sau đó nói, xem ra nhà họ Kỳ không muốn giao người này ra, thế thì. Dứt lời, ông ta quay lại đấm một chưởng về phía Kỳ Mạc. Bùm! Với cú đấm này, một sức mạnh đáng sợ ngay lập tức bộc phát ra và toàn bộ đại điện lập tức biến thành tro bụi. Kỳ Lăng cùng Kỳ Mạc đều không ngờ Triệu lão sẽ ra tay bất ngờ, Kỳ Mạc không kịp đề phòng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ngàn trượng. Làm càn! Kỳ Lăng vô cùng tức giận. Triệu lão này dám ra tay với tộc nhà họ Kỳ, căn bản là không coi trọng nhà họ Kỳ. Người đâu? Kỳ Lăng gầm lên một tiếng, vô số cường giả nhà họ Kỳ từ mọi hướng bay tới. Nhưng Triệu lão không hề sợ hãi, lại lao về phía Kỳ Mạc. Những người đi theo ông ta thì lao về phía những cường giả nhà họ Kỳ. Triệu lão không quan tâm đến mấy cường giả nhà họ Kỳ xung quanh mình, ông ta lao như điên về phía Kỳ Mạc. Phải nói rằng, ông ta thực sự tức giận, thà làm phản. Đã thống nhất là mọi người sẽ chung tay đối phó với Diệp Quân, nhưng ông ta không ngờ rằng tên khốn này khi lâm trận lại lùi bước, bội lời cũng không sao, thậm chí còn muốn ông ta chết. Ông ta thật sự không chịu nổi cục tức này. Thấy Triệu lão lại xông về phía mình, Kỳ Mạc cả kinh, vội vàng nói, Triệu lão, ông điên rồi sao? Đây là nhà họ Kỳ, ông. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp bầu trời, Kỳ Mạc lại bị đánh bay ra ngoài, thời không xung quanh trực tiếp bị phá vỡ. Ông ta mặc dù cũng là cường giả cảnh giới thần đạo, nhưng thực lực của ông ta chả là gì so với Triệu lão, cho nên căn bản không phải là đối thủ của Triệu lão. Nhưng vào lúc này, xung quanh càng ngày càng có nhiều cường giả nhà họ Kỳ, số ít người do Triệu lão mang đến đã bị trấn áp. Triệu lão sau khi tung một quyền đánh bay Kỳ Mạc, đang định ra đòn nữa, thì Kỳ Lăng đã đứng ở trước mặt ông ta,
Kỳ Lăng trừng mắt nhìn ông ta, Triệu lão, ông có biết ông đang làm gì không? Vẻ mặt Triệu lão hung ác, Kỳ Lăng, lão phu đương nhiên biết, lão phu nói cho ông biết, lão phu quyết sống mái với nhà họ Kỳ. Vừa nói, ông ta vừa lao thẳng về phía Kỳ Lăng. Nhìn thấy thế, sắc mặt Kỳ Lăng trong nháy mắt trở nên có chút hung dữ, không nói nhảm nữa, trực tiếp xông về phía Triệu lão. Bằng cách này, hai bên đã có một cuộc đại chiến. Mặc dù đám người Triệu lão đã bị áp chế hoàn toàn, nhưng nhà họ Kỳ cũng không thể giết chết họ, dù sao thì cường giả ở cảnh giới thần đạo rất khó chết. Cứ như vậy, trận chiến kéo dài nửa ngày, toàn bộ nhà họ Kỳ đều bị đánh tan tành, vô số người chết thảm, hơn nữa, giao tranh giữa hai bên ngày càng ác liệt, đặc biệt là Triệu lão, như đã phát điên, lối đánh liều lĩnh khiến Kỳ Lăng phải đau đầu. Mà Kỳ Mạc đã sợ đến mất mật. Ông ta thật sự không nghĩ tới lão già này sẽ điên cuồng như vậy, mang thẳng người đến nhà họ Kỳ đánh giết. Hoàn toàn không quan tâm đến đại cục. Ngay khi song phương đang phân tranh sinh tử, một tiếng hét giận dữ đột nhiên vang vọng, dừng tay. Triệu lão dừng tay, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cách đó không xa một ông già mặc áo bào trắng. Nhìn thấy ông già áo bào trắng, Triệu lão cau mày, Cố lão. Ông già áo bào trắng trầm giọng nói, Triệu lão, ông đã quên cung chủ nói với ông gì rồi sao? Triệu lão mặt không đổi sắc, ta đương nhiên không quên, chờ ta xử lý xong chuyện ở đây, sẽ đi làm việc kia. Cố lão trầm giọng nói, Triệu lão, trước khi ta tới, cung chủ nói với ông, bảo ông bỏ qua chuyện nhà họ Kỳ. Cái gì? Triệu lão đột nhiên cau mày, bảo ta bỏ qua chuyện này. Cố lão gật đầu, ý cung chủ là đem đại cục đặt lên hàng đầu. Triệu lão sắc mặt âm trầm, trầm mặc không nói gì. Cố lão tiếp tục nói, ta biết ông tức giận, nhưng ông cũng nên biết, dựa vào thực lực của mấy người, không thể ở đây giết người được, hơn nữa, cung chủ còn có ý muốn hợp tác với nhà họ Kỳ. Hợp tác với nhà họ Kỳ. Nghe được câu này, sắc mặt Triệu lão nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, ông ta không ngờ cung chủ lại muốn hợp tác cùng nhà họ Kỳ. Cố lão trầm giọng nói, Triệu lão, chuyện này, buông bỏ đi. Triệu lão tức giận chỉ vào Kỳ Mạc phía xa, người này hết lần này đến lần khác muốn bước ta vào chỗ chết, ông bảo ta bỏ qua, ta phải bỏ qua như nào đây? Cố lão nhìn chằm chằm Triệu lão, đây là ý của cung chủ. Nghe vậy, ông già sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Cố lão nói tiếp, Triệu lão, đồ trên người thanh niên kia rất quan trọng đối với cung chủ, cho nên... Thứ cho ta nói thẳng, chẳng lẽ chuyện của ông quan trọng hơn của cung chủ sao? Triệu lão đột nhiên cười lên, ông ta không ngờ rằng cung chủ không những không ủng hộ ông ta, ngược lại còn muốn ông ta buông tay. Đây là tử thù. Không chỉ vậy, đạo thị còn muốn hợp tác với nhà họ Kỳ. Lúc này, Triệu lão đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực. Ông ta đã làm việc cho đạo thị nhiều năm như vậy, nhưng lại có một kết cục như vậy. Cố lão trầm giọng nói, Triệu lão, ta biết ông có oán trách, nhưng chuyện này. Triệu lão xua tay, thôi. Người ông ta mang tới đều là người của đạo thị, cung chủ đã lên tiếng, những người này nhất định sẽ không tiếp tục giúp ông ta. Triệu lão nói, ta đi tìm Diệp Quân. Nói xong quay người rời đi. Nhưng sau khi quay lại, ánh mắt ông ta trở nên vô cùng lạnh lùng. Con mẹ nó, đạo thị đối xử với ta như vậy. Vậy thà ta làm phản đi cho rồi, dựa vào Diệp Quân kia. Thấy Triệu lão rời đi, ánh mắt Kỳ Lăng cực kỳ lạnh lùng, Triệu lão này ra tay ở đây, rõ ràng là không coi trọng người nhà họ Kỳ ông ta, nếu không phải quan tâm đến đạo thị, ông ta cũng muốn ở lại để giải quyết triệt để. Bởi vì ông ta biết ông ta và Triệu lão đã trở thành địch, Triệu lão nhất định sẽ tìm mọi cách trả thù nhà họ Kỳ. Lúc này, Cố lão ở bên đột nhiên nói, Lăng gia chủ. Ông phải quản người của tộc mình tốt vào đấy. Vừa nói, ông ta vừa liếc nhìn Kỳ Mạc bên cạnh. Kỳ Mạc sắc mặt âm trầm như nước, trầm mặc không nói gì. Kỳ Lăng ở bên cạnh liếc nhìn Kỳ Mạc, không nói lời nào, tất nhiên sẽ không xử tử Kỳ Mạc, đùa chắc, rất khó để đào tạo ra cường giả cảnh giới thần đạo, hơn nữa số lượng trong nhà họ Kỳ cũng không nhiều. Cố lão lại nói, Lăng gia chủ, chúng ta nói chuyện được không? Kỳ Lăng thu hồi suy nghĩ và gật đầu. Sau khi rời khỏi đạo thị, Diệp Quân trở lại vũ trụ thần nhất, hắn tìm một nơi hẻo lánh và bước vào tiểu tháp. Trong tiểu tháp,
Diệp Quân khoanh chân ngồi trên mặt đất, lúc này toàn thân vẫn đỏ như máu, tỏa ra sát khí cùng địch ý đáng sợ. Mà đám thần dã, nhị nha cũng bước tới. Nhìn thấy trên người Diệp Quân toát ra địch ý cùng sát ý, thần sắc thần dã cũng ngưng trọng, sát khí cùng địch ý thật đáng sợ, ta chưa từng thấy sát khí cùng địch ý nào đáng sợ như vậy. Nhị nha ở bên cạnh liếm kẹo, nói ta đã từng nhìn thấy rồi. Thần dã nhìn nhị nha, sững sờ, người đã bao giờ thấy sát khí và địch ý đáng sợ hơn thế này chưa? Nhị nha gật đầu, tiểu bạch cũng gật đầu. Thần dã có chút tò mò, người nhìn thấy ở đâu? Nhị nha nói một cách bình tĩnh, ở Dương Ca. Vừa nói, cô bé vừa liếc nhìn Diệp Quân, sau đó lắc đầu, mặc dù là Diệp Huyên hay là cháu trai, thì sát khí cũng không bằng Dương Ca. Thần dã càng ngày càng tò mò, Dương Ca ngươi đang nói tới là ai? Nhị nha nhìn Diệp Quân, ông nội của hắn. Ông nội. Nghe nhị nha nói vậy, thần dã nhanh chóng hỏi, ông nội hắn mạnh đến mức nào? Phải nói rằng sau khi đi theo Diệp Quân một thời gian, ông ta càng ngày càng tò mò về thân phận của Diệp Quân. Nhị nha liếc nhìn thần dã, rồi nói, ngang ta. Tiểu Bạch quay đầu nhìn nhị nha, chớp chớp đôi mắt to. Nhị nha trông bình tĩnh, mặt không đỏ, tim không đập mạch. Ngang hàng. Thần dã đang định nói chuyện, thì Diệp Quân lúc này đang ngồi xếp bằng trên mặt đất chậm rãi mở mắt ra, lúc này xung quanh hắn sát khí cùng địch ý không những không hề yếu đi, mà ngược lại càng ngày càng mạnh. Thấy vậy, sắc mặt thần dã đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn đây là... Nhị nha liếm kẹo, rồi nói, huyết mạch của hắn đã trở nên mạnh hơn, giờ hắn hơi khó kiểm soát thực lực. Như nhị nha đã nói, lúc này Diệp Quân có chút đau đầu, vì hắn phát hiện ra mình rất khó kìm nén được huyết mạch phong ma trong người. Hắn không dám điều động huyết mạch phàm nhân, nếu lúc này điều động huyết mạch phàm nhân, nhất định sẽ loạn. Không chỉ như vậy, hắn còn trấn áp huyết mạch phàm nhân, lúc này không thể kích phát huyết mạch phong ma, nếu không, nhất định sẽ không chịu nổi. Lúc này, nhị nha đột nhiên hỏi, có cần giúp không? Diệp Quân nhìn nhị nha, giúp thế nào? Nhị nha nói một cách bình tĩnh, đánh nhau. Diệp Quân trầm giọng nói, đánh nhau. Chẳng phải sẽ làm cho huyết mạch phong ma càng thêm nồng đậm sao? Nhị nha cười tâu toét, sửa lại chút, là bị đánh, không phải đánh nhau. Diệp Quân. Nhị nha hỏi, đánh không? Diệp Quân do dự một chút, sau đó nói, có tác dụng thật à? Nhị nha nói, thử là biết. Cảm nhận được huyết mạch phong ma trong cơ thể càng ngày càng sôi trào, Diệp Quân chỉ có thể gật đầu, được. Còn chưa dứt lời, nhị nha bất ngờ đấm hắn một phát. Bùm! Diệp Quân còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bay ra ngoài, biến thành một điểm đen trên bầu trời. Diệp Quân! Thần dã nhìn cũng có chút hoang mang, cô nàng này đánh thật sao? Sau khi nhị nha đánh bay Diệp Quân, cô bé lại lao về phía trước, đuổi theo. Ngay sau đó, Diệp Quân đã bị đánh cho tơi bời, tất nhiên, sức mạnh công kích của nhị nha vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nếu không, đừng nói đến bản thân hắn, cho dù hợp nhất với Ngao Thiên Thiên, hắn cũng sẽ không thể chống lại sức mạnh của nhị nha. Diệp Quân bị đánh nửa canh giờ mới dừng lại, lúc này hắn mềm nhũn ngã trên mặt đất, căn bản không có chút khí lực nào. Nhị nha đi đến bên cạnh Diệp Quân vẫn còn sức mạnh của huyết mạch phong ma. Nhưng nó không còn mạnh như trước nữa. Nhị nha khẽ gật đầu, bây giờ ngươi có thể từ từ áp chế nó. Nghe nhị nha nói, Diệp Quân cười khổ, hắn phát hiện ra rằng bị đánh, cũng sẽ ảnh hưởng đến huyết mạch phong ma. Đối mặt với nhị nha, huyết mạch này chẳng có cửa. Trong tình huống bình thường, cho dù đó là huyết mạch phong ma hay tháp gia, nó thà đắc tội với Diệp Huyền và kiếm chủ Thanh Sam hơn là hai tên này. Bởi vì hai tên này là chúa nhớ lâu thù dai. Diệp Quân chậm rãi ngồi dậy, sau đó bắt đầu chậm rãi áp chế huyết mạch phong ma, ước chừng nửa canh giờ sau, huyết mạch phong ma trong cơ thể đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn cũng trở lại bình thường. Diệp Quân hít sâu một hơi, không thể không nói, hắn vẫn là có chút kích động, lần này không ngờ có thể nâng cao huyết mạch phong ma trong người. Thu hoạch lớn. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Diệp Quân đột nhiên nhìn về phía thần dã, tiền bối, Triệu lão kia có phải là cường giả cảnh giới thần đạo có bốn phần thần tính không? Thần dã cũng gật đầu, ừ, lượng nước cũng không nhiều. Nói đến đây, trong mắt ông ta hiện lên một tia phức tạp,
Phải biết, Diệp Quân lúc này mới chỉ ở cảnh giới thiên quân, nhưng hắn đã có thể đánh bại một cường giả cảnh giới thần đạo có 4 phần thần tính. Phải nói thế là quá ghê gớm. Nếu như Diệp Quân cũng đạt tới cảnh giới thần đạo, đến lúc đó trong cảnh giới thần đạo, ai sẽ là đối thủ của tên này đây? Nghĩ đến đây, thần giã không khỏi lắc đầu mỉm cười, nụ cười của ông ta có chút bất đắc dĩ. Trên đời này thật sự có rất nhiều người không thể đánh giá theo lẽ thường, cũng giống như Diệp công tử này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù bị giết ông ta cũng sẽ không tin, cảnh giới thiên quân có thể đánh bại cảnh giới thần đạo. Hơn nữa, trực giác đã nói cho ông ta biết rằng trong cú chém lần trước, Diệp quân đã không sử dụng hết tất cả các át chủ bài của mình. Cảnh giới thần đạo. Diệp quân nhẹ giọng nói, vẫn phải đánh nhau nhiều nữa. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi, nhưng vì sao những thần linh kia không ra tay? Thần giã trầm giọng nói, nhà họ Kỳ không ra tay, hẳn là bởi vì thấy ngươi không đơn giản, cho nên tạm thời rút lui, về phần 3 vị thần linh kia chắc cũng do vậy chăng? Diệp quân lắc đầu, ta không biết. Thần giã cười nói, ta sẽ phái người đi kiểm tra bọn họ. Diệp quân cười nói, làm phiền ông rồi. Thần giã cũng cười nói, không sao. Chúng ta giờ đã là đồng minh, giúp người cũng là giúp ta. Lúc đầu ông ta còn có chút lo lắng khi đứng về phe Diệp Quân, dù sao Diệp Quân vẫn còn đang ở cảnh giới thấp, nhưng hiện tại, ông ta cảm thấy đây cũng là chuyện tốt. Có một đồng minh mạnh đương nhiên rất có lợi cho ông ta, tung hoành trên giang hồ cần có vài người bạn như thế. Giờ khắc này, Diệp Quân tựa hồ như cảm nhận được cái gì đó, hắn đột nhiên rời khỏi tiểu tháp, vừa mới rời khỏi tiểu tháp. Thời không phía trước cách đó không xa run lên, sau đó, thời không tách ra, một ông già từ từ đi ra. Người tới là Triệu Lão. Nhìn thấy Triệu Lão, Diệp Quân có chút kinh ngạc. Triệu Lão sợ Diệp Quân hiểu lầm nên vội vàng nói, Diệp công tử, ta thay mặt đạo thị muốn nói chuyện với ngươi một chút. Diệp Quân không khỏi cười nói, giữa chúng ta còn có gì cần nói sao? Triệu Lão do dự một lúc, rồi nói, cứ nói chuyện đã. Diệp Quân cười nói, ông nói đi. Triệu Lão vội vàng nói, Diệp công tử, chủ nhân của đạo thị biết ngươi đã có được truyền thừa thần nhất, vì vậy ông ta muốn sử dụng tổ mạch để mua một thứ từ Diệp công tử. Diệp Quân đột nhiên tò mò, mua một thứ à? Triệu Lão gật đầu, đúng vậy, một cuốn sách màu đen. Cuốn sách màu đen. Diệp Quân đột nhiên nhíu mày, hắn đương nhiên biết cuốn sách cổ màu đen kia, đó là thứ thần bí nhất mà thần nhất để lại. Đến giờ hắn vẫn chưa rõ cách dùng. Triệu Lão thận trọng nói, Diệp công tử bán không? Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, nhìn Triệu Lão, ông ta mua thứ này làm gì? Triệu Lão đầu lắc đầu, ta không biết. Diệp Quân cười nói, không bán. Triệu Lão im lặng. Diệp Quân cười nhạt một tiếng, sau đó nói, còn có chuyện gì không? Triệu Lão trầm giọng nói, Diệp công tử, nếu như ngươi không bán, đạo thị sẽ... cướp. Diệp Quân đột nhiên nói. Triệu Lão gật đầu, ừ. Diệp Quân mỉm cười và nói, đạo thị các ông độc đoán phết nhỉ. Triệu Lão trầm giọng nói, Diệp công tử, ta biết lai lịch của ngươi không đơn giản, nhưng thực lực của đạo thị cũng rất mạnh, ngươi phải cẩn thận một chút. Diệp Quân có chút tò mò, ông không phải là người đạo thị sao? Triệu Lão trầm giọng nói, Diệp công tử, nếu như ta đoán không lầm. Đạo thị hẳn là đã phái 4 đại đạo tướng đi tìm ngươi, 4 đại đạo tướng này đều là thần đạo có 4 phần thần tính, quan trọng nhất là 4 người bọn họ là huynh đệ, 4 người bọn họ liên thủ, cho dù là cường giả cảnh giới thần đạo có 5 phần thần tính cũng có thể bị giết, cho nên gặp phải bọn họ, không nên khinh địch. Diệp Quân nhìn chằm chằm Diệp Lão, sao ông lại làm thế? Triệu Lão trầm giọng nói, Diệp công tử, nếu như ngươi không chê, ta sẽ dốc sức vì ngươi. Nghe Triệu Lão nói như vậy, Diệp Quân đột nhiên tò mò. Tại sao Triệu Lão này đột nhiên muốn tạo phản vậy? Dường như biết được nghi hoặc của Diệp Quân, Triệu Lão lại nói, Diệp công tử, trước đây chúng ta là kẻ địch, cho nên ngươi sống ta chết cũng là chuyện bình thường. Nhưng giờ phút này, ta đã quyết định rời bỏ đạo thị, không còn làm việc cho đạo thị nữa. Nếu ngươi không ngại, ta có thể dốc sức vì ngươi, mục đích của ta chỉ có một, tiêu diệt nhà họ Kỳ. Tiêu diệt nhà họ Kỳ. Nghe vậy, Diệp Quân chợt hiểu ra. Triệu Lão nói tiếp, Diệp công tử. Diệp Quân đột nhiên vươn tay, ra hiệu Triệu Lão dừng lại, Triệu Lão có chút khó hiểu,
lúc này Diệp Quân híp mắt lại, có một cường giả đang đi về phía chúng ta. Nghe Diệp Quân nói vậy, sắc mặt Triệu lão lập tức trầm xuống, nhất định là bốn vị đạo tướng kia rồi. Đạo tướng, Diệp Quân híp mắt, ra chỗ khác nói chuyện đi, đừng phản kháng. Triệu lão còn chưa kịp phản ứng, một đạo ánh sáng vàng đã bao phủ lấy ông ta, sau đó, một luồng lực thần bí như muốn truyền tống ông ta đi, ông ta vốn định phản kháng, nhưng vừa nghĩ tới lời nói của Diệp Quân, do dự một chút, xong đã lựa chọn không phản kháng. Chẳng mấy chốc, Triệu lão đã được đưa thẳng vào tiểu tháp. Diệp Quân cầm kiếm đứng dậy và biến mất trong dãy núi rộng lớn. Sau khi tiến vào tiểu tháp, Triệu lão sửng sốt một lúc, sau đó vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Thời gian trôi qua khác bên ngoài. Khi cảm thấy thời gian ở đây và thời gian ở bên ngoài chênh lệch lớn như vậy, Triệu lão cảm thấy sốc nặng. Khinh khủng. Giờ khắc này, ông ta chỉ cảm thấy kinh hãi. 10 năm ở trong tháp chỉ bằng một ngày ở bên ngoài, như này là thế nào đây? Lúc này Triệu lão mới ý thức được mình đã đánh giá quá thấp kiếm tu trẻ tuổi trước mặt, xuất thân của kiếm tu trẻ tuổi này quá phi thường. Phải biết, ngay cả đạo thị cũng không có thần vật này. Hơn nữa, một khi thần vật này bại lộ, nhất định sẽ náo loạn thế giới. Triệu lão còn đang sốc, Diệp Quân đã xuất hiện trước mặt ông ta. Nhìn thấy Diệp Quân, Triệu lão vội vàng nói, Diệp công tử. Diệp Quân cười nói, ông muốn đầu quân cho ta à? Triệu lão gật đầu. Diệp Quân, chỉ vì nhà họ Kỳ. Triệu lão trầm giọng nói, coi như là vậy đi. Diệp Quân nhìn chằm chằm Triệu lão không nói lời nào. Triệu lão không nói gì, chờ đợi Diệp Quân ra quyết định, ông ta biết người thanh niên trước mắt này có thể phân biệt được lời ông ta nói là thật hay giả. Lúc này, Diệp Quân cười nói, hoan nghênh đến Thư viện Quan Huyên. Triệu lão sửng sốt, Thư viện Quan Huyên. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Triệu lão có chút khó hiểu, tại sao ta chưa bao giờ nghe nói về thế lực này vậy? Diệp Quân cười nói, ông sẽ biết sớm thôi. Hắn biết nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, mẹ hắn sẽ đưa người vào thời đại cũ này. Triệu lão liếc mắt nhìn Diệp Quân, không nói gì, ông ta biết thế lực đứng sau kiếm tu trẻ tuổi này nhất định là một đại tộc lánh đời. Và từ quan điểm hiện tại, đại tộc lánh đời này vẫn rất ngạo mạn, chỉ không biết đến mức độ nào thôi. Diệp Quân đột nhiên nói cho ta một chút về đạo thị đi. Triệu lão thu hồi suy nghĩ và gật đầu, chủ nhân đầu tiên của đạo thị là Cổ Ngân Hà, ông ấy đến từ một nơi gọi là Hệ Ngân Hà. Hửm! Diệp Quân đột nhiên cắt ngang lời Triệu lão, Hệ Ngân Hà. Triệu lão gật đầu, liếc nhìn Diệp Quân, Diệp công tử biết. Diệp Quân gật đầu, ừ. Hệ Ngân Hà. Hai bóng người xinh đẹp đột nhiên hiện lên trong đầu Diệp Quân. Hắn đương nhiên sẽ không quên, nơi đó còn có hai người phụ nữ đang đợi hắn. Phải bớt chút thời giờ quay lại một chuyến rồi. Thành thật mà nói, hắn thích Hệ Ngân Hà. Triệu lão tiếp tục, sau khi ông ấy thành lập đạo thị, dưới sự lãnh đạo của ông ấy, đạo thị dần dần phát triển và lớn mạnh, cuối cùng trở thành thương hội lớn nhất các thế giới. Hơn nữa, đạo thị không đơn giản, đằng sau đạo thị có một số thế lực mạnh mẽ đã nhập cổ. Thuật ngữ này cũng được chủ nhân đầu tiên của đạo thị phát minh ra. Diệp Quân cau mày, nhập cổ. Triệu lão đầu gật đầu nói, đúng vậy, chính vì nguyên nhân này, đạo thị mới có địa vị vô cùng đặc biệt trong các thế giới, không ai dám khiêu khích. Diệp Quân, nói cho ta biết về các thế lực lớn ở các thế giới đi. Triệu lão liếc mắt nhìn Diệp Quân, có chút khó hiểu, Diệp thiếu gia này tựa hồ như chẳng biết gì về các thế giới, theo lý mà nói thì phải biết chứ. Không cần suy nghĩ nhiều, Triệu lão tiếp tục nói, ngày nay, trong các thế giới, có 3 thế lực mạnh nhất, trong đó có nhà họ Thần, Chấn tộc và tộc Cổ Hoang ở khu vực Cổ Hoang. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Diệp Quân, trong số đó, Thần nhất xuất thân từ nhà họ Thần. Nghe được lời nói của Triệu lão, Diệp Quân sửng sốt, Thần nhất là người nhà họ Thần sao? Triệu lão gật đầu, đúng vậy, chỉ là năm đó không biết vì lý do gì. Thần nhất này đã rời khỏi nhà họ Thần, đi về thời đại cũ, sáng tạo ra một thời đại vũ trụ hoàn toàn mới. Nói đến đây, ông ta khẽ lắc đầu, nếu như năm đó tộc nhà họ Thần có Thần nhất giúp đỡ, nhất định sẽ là số một siêu thế lực. Đáng tiếc, giữa họ hình như có chút mâu thuẫn, song phương cũng không gắn kết gì. Diệp Quân hơi ngạc nhiên,
bởi vì hắn không ngờ rằng thần nhất này đến từ nhà họ Thần. Triệu lão nói tiếp, nhà họ Thần quả thật rất mạnh, vẫn luôn mạnh. Cho dù là hiện tại, cũng chỉ có chấn tộc cùng yêu tộc cổ hoang có thể chống lại bọn họ một chút. Trên thực tế, khi thần nhất còn, đạo điện của ông ấy cũng cực kỳ mạnh, không chỉ vậy, đương thời thực lực cá nhân của ông ấy cũng đứng đầu. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Diệp Quân, chắc hẳn rất nhiều người đều muốn truyền thừa mà ông ấy để lại, bởi vì hồi đó, chỉ có thần nhất đạt được 10 phần thần tính. Trước ông ấy, chưa có ai đạt được, sau ông ấy cũng chưa có ai đạt được. Diệp Quân nhẹ giọng nói, như vậy, sẽ có càng nhiều người tới quấy rầy ta. Triệu lão đầu gật đầu, chắc chắn, bởi vì truyền thừa của ông ấy rất có khả năng có thể giúp cho người ta đạt tới 10 phần thần tính. 10 phần thần tính. Diệp Quân im lặng. Sau khi tiếp xúc với cường giả cảnh giới thần đạo, hắn phát hiện ra rằng thần tính càng mạnh thì sức mạnh càng mạnh và con đường hắn muốn đi không phải là con đường thần tính, mà là con đường nhân tính. Chẳng nhẽ mình muốn tạo ra một cảnh giới hoàn toàn mới. Diệp Quân đột nhiên đau đầu. Triệu lão đột nhiên nói, Diệp công tử lo lắng à? Diệp Quân bỗng nhiên định thần lại, lo lắng. Lo lắng cái gì? Triệu lão nói, lo bọn họ tới quấy rầy ngươi. Diệp Quân lắc đầu cười nói, ta không lo. Triệu lão. Diệp Quân đột nhiên nói, hiện tại chúng thần điện xếp thứ mấy trong các thế giới? Triệu lão trầm giọng nói, sức mạnh hiện tại của chúng thần điện chỉ có thể được coi là trên mức trung bình, bởi vì nội chiến của họ quá nghiêm trọng. Kể từ khi thần nhất chết, chúng thần điện đã loạn cho đến bây giờ. Những thứ gọi là thần. Nói đến đây, ông ta lắc đầu với một chút mỉa mai nơi khóe miệng. Diệp Quân cười nói, ông gọi họ vậy chắc cũng không ưa gì bọn họ nhỉ. Triệu lão gật đầu, đúng vậy, nói thật thần nhất được gọi là thần, mọi người không hề phản đối, dù sao thì ông ấy cũng là người duy nhất có 10 phần thần tính. Nhưng bây giờ những người được gọi là thần đó, chấm. Họ chỉ có thể là ếch ngồi đáy giếng, bên ngoài, không ai quan tâm đến họ cả. Tuy nhiên, huyền tông đó thực sự rất mạnh. Diệp Quân, học sinh của thần nhất. Triệu lão nói, đúng vậy, ông ấy là một trong hai học sinh có chiến lực mạnh nhất trong số các học sinh của thần nhất. Nói đến đây, ông ta dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên liếc nhìn Diệp Quân, ông ta phát hiện ra rằng Diệp Quân, với tư cách là truyền nhân của thần nhất, lại chẳng biết gì về chúng thần điện. Diệp công tử chui ra từ đá đấy à? Diệp Quân đột nhiên nói, yêu tộc cổ hoang là thế nào thế? Triệu lão trầm giọng nói, thánh địa của tất cả các yêu. Diệp Quân có chút hiếu kỳ, thánh địa. Triệu lão đầu gật đầu, đúng vậy, nơi này không chỉ có rất nhiều tổ mạch, còn có suối thánh trong truyền thuyết, có thể tăng huyết mạch cùng thể chất của yêu tộc, cũng chính vì vậy mà yêu tộc cổ hoang mới có thực lực đáng sợ như vậy. Điều đáng nói là, Sơn Hải Giới là từng là một phần của yêu tộc này, nhưng sau đó, vì một số lý do, Sơn Hải Giới đã tách khỏi yêu tộc cổ hoang. Đúng thế. Lúc này, thần giã cũng đi tới, Sơn Hải Giới đúng là một bộ phận của yêu tộc này, nhưng đó đã là rất lâu trước đây rồi. Diệp Quân có chút tò mò, vậy tại sao lại tách ra? Thần giã giải thích, nhân tộc có nội chiến, yêu tộc cũng có nội chiến, yêu tộc cổ hoang năm đó cũng có nội chiến. Chính vì lý do đó mà một vị yêu vương đã dẫn theo một đám yêu tộc rời khỏi khu vực cổ hoang. Tuy nhiên, bởi vì khu vực cổ hoang có suối thánh, nên Sơn Hải Giới không theo kịp, lâu dần nhiều yêu thú đã trở lại khu vực cổ hoang, mà thế lực ở Sơn Hải Giới thì ngày càng yếu đi. Nói xong, ông ta thấp giọng thở dài. Sơn Hải Giới năm đó cũng rất huy hoàng, nhưng đáng tiếc, tài nguyên không tốt bằng khu vực cổ hoang, vì vậy, sự phát triển càng ngày càng chậm. Cuối cùng, bị khu vực cổ hoang bỏ lại rất xa. Diệp Quân nhìn thần giã và cười nói, tiền bối có nghĩ đến việc trở lại khu vực cổ hoang không? Thần giã mỉm cười, nhưng không nói gì. Triệu lão đột nhiên nói, nếu thần giã huynh muốn quay trở lại. Khu vực cổ hoang nhất định sẽ chào đón, nhưng nó không chấp nhận Sơn Hải Giới, bởi vì nơi đó đã bị khu vực cổ hoang gọi là kẻ phản bội. Nói đến đây, ông ta liếc nhìn thần giã một cái. Thực ra khi gặp được thần giã, ông ta cũng có chút kinh ngạc, không ngờ rằng đại lão ở Sơn Hải Giới này lại đi theo Diệp công tử. Phải biết, mặc dù thực lực Sơn Hải Giới kém xa so với khu vực cổ hoang, nhưng thực lực của thần giã cũng không yếu, cho dù là ở cổ hoang, cũng vẫn là ở cấp bậc lão đại. Nghe Triệu lão nói vậy,
Thần giã khẽ gật đầu, vùng đất đó kỳ thực không thích chúng ta, nhưng cũng không sao, chỉ cần mọi người bình an vô sự là được. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Diệp Quân, trầm giọng nói, Diệp công tử, tình cảnh hiện tại của ngươi không tốt lắm, truyền thừa thần nhất, 10 phần thần tính, tổ mạch, cám dỗ này quá lớn, nhiều thế lực chắc chắn sẽ thèm muốn. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu, nhưng ta không chỉ có một mình. Hai người Triệu lão có chút khó hiểu. Diệp Quân đang muốn nói thêm, thì lúc này lại nhíu mày, nhanh như vậy sao? Vừa nói, hắn vừa rời khỏi tiểu tháp, bốn luồng khí tức thần thức kinh khủng trực tiếp khóa chặt hắn lại. Còn thanh kiếm nữa. Diệp Quân nhíu mày, hắn không ngờ đối phương sẽ tới nhanh như vậy. Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên giọng nói của Triệu lão, Diệp công tử, đây là bốn vị đạo tướng, đều là cường giả cảnh giới thần đạo, không nên khinh thường. Đạo tướng. Triệu lão vừa dứt lời, thời không trước mặt Diệp Quân đột nhiên phân ra, sau đó bốn ông già xuất hiện ở trước mặt hắn. Bốn ông già đều mặc áo đen, dung mạo vô cùng giống nhau, như tạc từ cùng một khuôn. Bốn anh em. Cả bốn người đều toát ra khí chất vô cùng đáng sợ. Người áo đen cầm đầu đột nhiên nói, Diệp công tử, ta nghĩ Triệu lão đã truyền đạt đề nghị của cung chủ cho ngươi biết, không biết ngươi nghĩ như thế nào. Diệp Quân cười nói, ta có thể từ chối sao? Người mặc áo đen cầm đầu gật đầu, đương nhiên có thể, nhưng ta không khuyên ngươi làm như vậy. Diệp Quân đột nhiên cười nói, cho dù ta đồng ý bán, các ông cũng sẽ không tha cho ta đúng không? Người mặc áo đen cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Quân, một lúc sau mới nói, đúng là vậy. Nếu Diệp Quân chỉ là một người bình thường, họ có thể để hắn đi, nhưng Diệp Quân không phải là người bình thường. Một khi loại người này trưởng thành hoàn toàn, hắn sẽ là một mối đe dọa lớn đối với đạo thị. Vì vậy, tốt hơn hết là giết. Nghe được lời nói của người mặc áo đen cầm đầu, Diệp Quân cười nhạt một tiếng, không nói gì. Người mặc áo đen cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi còn một con đường để đi, xem ngươi có đồng ý hay không thôi. Diệp Quân cười nói cho ta biết đi. Người mặc áo đen cầm đầu nói, giao ra một hồn một phách của ngươi. Sau đó gia nhập đạo thị. Diệp Quân cười cười, sau đó nói, cung chủ các ông cũng ghê thật đấy, ta gia nhập đạo thị, tất cả mọi thứ trên người ta đều thuộc về đạo thị, còn phải bán mạng cho các ông. Thật là một ý kiến hay. Người mặc áo đen cầm đầu bình tĩnh nói, nhưng có thể sống sót, không phải sao. Nụ cười Diệp Quân dần dần biến mất, hắn cũng không nói nhảm nữa, mà trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất tại chỗ. Và gần như cùng lúc, bốn người đàn ông mặc áo đen đồng thời ra tay. Bùm! Bốn đạo quang hợp lại trong nháy mắt đánh tan kiếm quang của Diệp Quân, ngay sau đó, Diệp Quân đã bị đánh lui ra ngoài gần vạn trượng. Mà xung quanh, vô số dãy núi sụp đổ và bị hủy diệt. Sau khi dừng lại, Diệp Quân nhìn cánh tay phải của mình, cánh tay phải đã bị xé toạc hoàn toàn, có thể nhìn thấy cả xương trắng. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn bốn vị đạo tướng phía xa. Trong lòng có chút chấn động, sức mạnh khi bốn người này liên thủ lại, quả thực kinh người. Diệp Quân không xem thường kẻ địch nữa, trong lòng nói thiên thiên. Bùm! Một đạo kim quang đột nhiên từ trên người Diệp Quân bắn lên, toàn bộ thế giới đều bị lực lượng này trực tiếp tác động, giờ khắc này trở nên hư ảo. Và với sự dung hợp với Ngao Thiên Thiên, khí thế của Diệp Quân đột nhiên tăng vọt dữ dội, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp khiến cả thế giới trở nên hư ảo. Nhìn thấy vậy, bốn vị đạo tướng lập tức cau mày, bởi vì khí tức của Diệp Quân bộc phát vào giờ phút này đã có chút không bình thường. Đây không phải là khí tức mà một cảnh giới thiên quân nên có. Người đàn ông mặc áo đen trầm giọng nói, đừng khinh thường. Lúc này ông ta cũng phát hiện thanh niên trước mặt có chút không bình thường, nếu như không cẩn thận rất có thể sẽ bị đánh bại. Hai mắt Diệp Quân chậm rãi nhắm lại, lúc này, hắn cảm giác toàn thân tràn ngập năng lượng vô tận. Đây là lần đầu tiên hắn hợp nhất với Ngao Thiên Thiên sau khi Ngao Thiên Thiên đột phá, hắn không ngờ rằng sau khi Ngao Thiên Thiên đột phá tổ cảnh, sức mạnh lại tăng lên nhiều như vậy. Diệp Quân mở to hai mắt nhìn bốn vị đạo tướng phía xa, không nói nhảm nữa, hóa thành một đạo kiếm quang, lao về phía bốn vị đạo tướng. Xoẹt! Kiếm này chém ra, cả thế giới trực tiếp nổ tung. Đồng tử của đạo tướng cầm đầu đột nhiên co rụt lại, cẩn thận. Dứt lời, bốn người họ đã đồng thời ra tay. Bùm!
theo một luồng lực đáng sợ bộc phát, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa vỡ vụn, biến thành tối đen như mực, giống như một cái lỗ đen lớn. Ngay sau đó, Diệp Quân đã chiến đấu điên cuồng với bốn người họ. Tuy nhiên, Diệp Quân vẫn ở thế bất lợi. Bốn vị đạo tướng này phối hợp với nhau, uy lực quả thực rất đáng sợ, cho nên cho dù Diệp Quân cùng Ngao Thiên Thiên hợp nhất, cũng bị bọn hắn áp chế hoàn toàn. Mà bốn vị đạo tướng lúc này cũng bị kinh hãi, bởi vì bọn họ đã dốc toàn lực, một chút cũng không nương tay, mục đích chính là giết chết Diệp Quân, nhưng họ không ngờ, bốn người họ hợp lại không thể một phát giết được Diệp Quân, không những vậy Diệp Quân còn càng đánh càng mạnh. Bên trong tháp, Thần Giã và Triệu Lão cũng đang theo dõi trận chiến bên ngoài. Triệu Lão kinh hãi, phát hiện sau khi Diệp Quân dung hợp với cô gái kia, thực lực của hắn tăng lên kinh khủng. Triệu Lão trầm giọng nói, nếu như Diệp công tử đạt tới cảnh giới thần đạo. Thần đạo! Nghĩ đến đây, sắc mặt Triệu Lão dần dần trở nên nghiêm túc, nếu như Diệp Quân đạt tới cảnh giới thần đạo, như vậy trong cảnh giới thần đạo, ai sẽ là đối thủ của hắn? Thần Giã cũng hơi kinh ngạc. Ông ta không ngờ Diệp Quân có thể chiến đấu với bốn cường giả thần đạo có bốn phần thần tính lâu như vậy. Hơn nữa, sau khi bốn người này phối hợp với nhau, sức mạnh mà họ phát huy vượt xa thực lực cảnh giới của họ. Nhưng Diệp Quân vẫn đối phó được. Không chỉ đối phó được mà còn càng đánh càng mạnh. Quan trọng nhất là cho tới nay Diệp Quân vẫn chưa sử dụng sức mạnh của hai huyết mạch, nếu sử dụng nó, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, ông ta biết Diệp Quân còn có một thanh thần kiếm. Bên ngoài tiểu tháp, trận chiến vẫn tiếp tục. Lúc này song phương chiến đấu rất kịch liệt, sau khi Diệp Quân dung hợp với Ngao Thiên Thiên, phòng ngự vật lý của hắn trong nháy mắt thay đổi mạnh mẽ, thêm vào năng lực tự chữa trị đỉnh cao, lối đánh bây giờ của hắn khác biệt hoàn toàn với trước đây, hắn bây giờ đang liều mạng, chỉ tấn công không phòng thủ, lấy mạng đổi mạng. Hắn có thể đánh như vậy. Nhưng bốn vị đạo tướng kia không dám đánh như vậy, bởi vì không có khả năng phòng ngự và năng lực tự chữa lành. Chính vì điều này, mặc dù họ đã hợp sức để trấn áp Diệp Quân, nhưng Diệp Quân vẫn không hề yếu hơn họ. Lúc này, bốn người bọn họ dần dần nổi giận, điên cuồng vây lại tấn công Diệp Quân. Bùm! Diệp Quân bị một luồng sức mạnh đáng sợ đánh bay về sau, hắn vừa mới lui lại, người mặc áo đen cầm đầu lại xông tới trước mặt hắn, nhưng vào lúc này, kiếm ý trong tay Diệp Quân đột nhiên biến thành kiếm thanh huyên, hắn chém xuống. Bùm! Trước mặt Diệp Quân, luồng lực kinh khủng vỡ nát, ngay sau đó, người áo đen cầm đầu bị đánh bay ra ngoài, thân thể của ông ta bắt đầu nứt ra, máu tươi phun ra, khi ông ta dừng lại, đã hoàn toàn choáng váng. Không chỉ có ông ta, ba người áo đen khác lúc này cũng ngây người. Chuyện gì đã xảy ra thế? Diệp Quân nhìn về người mặc áo đen cầm đầu phía xa xa, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất tại chỗ. Một người mặc áo đen đột nhiên kinh hãi nói, là thanh kiếm kia, cẩn thận. Vừa dứt lời, Diệp Quân đã vào tới trước mặt người mặc áo đen cầm đầu, người này biến sắc, ông ta vội vàng giơ một tấm khiên cổ màu vàng ngăn trước mình, tuy nhiên, tấm khiên cổ màu vàng trong nháy mắt bị kiếm thanh huyên xé nát, ngay sau đó đầu của người cầm đầu mặc áo đen phóng lên trời. Máu tươi phụt ra. Giết chết. Nhìn thấy cảnh này, ba người đàn ông mặc áo đen còn lại vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng rất nhanh, họ đột nhiên bừng tỉnh, bởi vì Diệp Quân đã lao tới phía bọn họ. Ba người xoay người muốn bỏ chạy. Khoảnh khắc họ nhìn thấy lão đại bị giết, họ không còn ý chí chiến đấu nữa. Tuy nhiên, tốc độ của Diệp Quân thậm chí còn nhanh hơn. Xoẹt. Khi kiếm quang xẹt qua bầu trời, đầu của một người đàn ông mặc áo đen cũng bay ra ngoài. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, Diệp Quân đã trực tiếp giết chết bốn vị đạo tướng. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Lão toát mồ hôi lạnh, bởi vì khi đấu với Diệp Quân, ông ta đã để Diệp Quân sử dụng thanh kiếm này, nhưng lúc đó Diệp Quân không sử dụng nó, nếu Diệp Quân sử dụng thanh kiếm này vào lúc đó thì có khi ông ta đã xanh cỏ rồi. Kinh khủng! Quá kinh khủng! Bốn vị đạo tướng của đạo thị đã bị giết như thế đấy. Vẻ mặt của Thần Giã lúc này cực kỳ ngưng trọng, ông ta phát hiện mình vẫn còn đánh giá thấp Diệp Quân, nếu như Diệp Quân dùng hết át chủ bài, ông ta sẽ không có cơ hội thắng. Đặc biệt là thanh thần kiếm này, sức mạnh của thanh kiếm này đúng là kinh dị. Sau khi Diệp Quân chém đầu bốn đạo tướng, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, thanh kiếm thanh huyên trong tay khẽ run lên,
trên người ánh lên một tia sáng hồng nhàn nhạt. Mặc dù huyết mạch phong ma vẫn chưa thức tỉnh, nhưng hắn lúc này tràn đầy sát khí. Một lúc sau, Diệp Quân đột nhiên nói, Triệu Lão. Triệu Lão xuất hiện ở trước mặt Diệp Quân, dùng thái độ cung kính nhìn Diệp Quân, Diệp công tử. Diệp Quân, trụ sở của đạo thị ở đâu? Triệu Lão hơi sửng sốt, sau đó nói, trụ sở chính của đạo. Đạo thị. Diệp Quân gật đầu, ừ. Triệu Lão do dự một lúc, rồi nói, ý Diệp công tử là. Diệp Quân cười nói, ta không thích về sau mới báo thù, ta thích báo thù liền tay. Nghe Diệp Quân nói vậy, Triệu Lão biến sắc. Ông ta không ngờ Diệp Quân sẽ báo thù đạo thị. Triệu Lão nhắc nhở, Diệp công tử, đạo thị này không đơn giản đâu. Mặc dù thực lực mà Diệp Quân thể hiện là đủ mạnh, nhưng ông ta hiểu, nước ở đạo thị rất sâu, việc ba người Diệp Quân muốn hủy diệt đạo thị vẫn có chút không thực tế. Diệp Quân cười nói, dẫn đường đi. Dẫn đường. Triệu Lão nhìn về phía Diệp Quân, thấy ý tứ Diệp Quân đã định, liền không khuyên nữa, sau đó gật đầu nói, được. Diệp Quân nhìn xung quanh, xòe lòng bàn tay ra, bốn chiếc nhẫn không gian bay vào trong tay, trong mỗi chiếc nhẫn đều có một tổ mạch. Hiện tại, hắn có 12 tổ mạch. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi bốn tổ mạch này không tốt bằng tổ mạch mà thần nhất để lại cho hắn, chất lượng của tổ mạch mà thần nhất để lại vẫn là tốt nhất. Sau khi cất chiếc nhẫn không gian đi, Diệp Quân phất tay áo, thủ cấp của bốn vị đạo tướng đều bị hắn thu hồi, sau đó hắn cùng Triệu Lão biến mất. Ở phía bên kia, có hai người đang chăm chú theo dõi. Đó là người phụ nữ mặc váy trắng và kiếm chủ nhân gian. Kiếm chủ nhân gian nhìn bóng dáng Diệp Quân đi xa, mỉm cười nói, nó đã mạnh lên nhiều rồi. Người phụ nữ váy trắng chỉ cười không nói. Kiếm chủ nhân gian nhìn sang bà ấy, muốn nói lại thôi. Bà lên tiếng, vẫn còn đang đợi. Kiếm chủ nhân gian nắm tay bà ấy, lắc đầu cười, ta cảm nhận được có vô số người đang rình rập trong bóng tối, muốn ra tay với nó. Người phụ nữ, không quan trọng, chúng ta ở lại với nó thêm một chút nữa là được. Kiếm chủ nhân gian cười, ừ. Người phụ nữ đáp lại, hai người biến mất tại chỗ. Đạo cung. Một ngày nọ, có bốn cái đầu đầm đìa máu tươi bị vứt xuống trước cổng đạo cung. Chúng thuộc về bốn tên đạo tướng. Sự xuất hiện của chúng khiến mấy chục khí tức hùng hậu phóng vút lên từ bên trong đạo cung, bao trùm lấy bốn phía. Trong tinh không, Diệp Quân chậm rãi nhấc chân đi tới từng bước, điệu bộ thong thả ung dung. Triệu Lão trong người hắn thì phát hoảng. Bởi ông ta không ngờ rằng người này thật sự dám chém giết một đường thẳng đến đạo cung. Lá gan họ Diệp này to bằng trời rồi. Thần Giã cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy Diệp Quân thật sự đánh đến đạo thị một thế lực cao cấp chứ chẳng phải hạng xoàng, lại còn có nội tình thâm sâu. Diệp Quân sải bước đi đến trước cửa đạo cung, không bị ai ngăn cản. Cho đến khi một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra. Người này chính là cung chủ đạo cung Đạo Nhiên. Ông ta cười nói với Diệp Quân, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi. Không ai ngờ rằng thanh niên này có thể giết chết bốn đạo tướng, lại còn dám xông thẳng đến đạo cung. Thú vị đấy. Sở dĩ Đạo Nhiên vẫn ung dung như vậy là vì ông ta không cảm thấy sợ hãi, chừng nào đối phương còn không phải người của ba thế lực lớn thì đạo thị chẳng có gì phải sợ. Mà trong ba thế lực kia thì đã có hai nhà sẽ không bao giờ nhằm vào đạo thị, lại còn có quan hệ giao hảo với họ. Diệp Quân hỏi, không phải ông muốn giết ta à? Đến đi, ta đang đứng ở đây này, giết đi. Giết đi. Giọng nói bình tĩnh nhưng vang vọng khắp tinh không. Nụ cười trên mặt Đạo Nhiên dần biến mất, lớn lối vậy sao? Diệp Quân không nói gì nữa, hóa thành kiếm quang biến mất. Xoẹt. Kiếm quang ập đến trước mặt Đạo Nhiên. Ông ta chỉ khép hai ngón tay lại, gõ nhẹ lên thân kiếm Thanh Huyên. Quỳnh. Diệp Quân bị đẩy văng đi, nhưng Đạo Nhiên cũng nhíu mày khi nhận ra ngón tay mình đã bị gãy. Gãy rồi. Sắc mặt Đạo Nhiên đọng lại, ánh mắt lia đến kiếm Thanh Huyên, thanh kiếm này. Là do thần nhất để lại cho ngươi. Diệp Quân không trả lời, lại hóa thành kiếm quang biến mất. Đạo Nhiên không dám dùng thân xác đỡ đòn nữa mà vung tay lên, thả một luồng sức mạnh tuôn ra như thủy triều. Kiếm Thanh Huyên chém bể nó, nhưng nó cũng đẩy Diệp Quân văng đi. Hắn dừng lại, nhận ra sức mạnh của Đạo Nhiên cao hơn bốn người kia rất nhiều.
rồi hắn nhắm mắt. Quỳnh! Khí tức quanh người hắn tăng vọt. Kích hoạt sức mạnh huyết mạch. Đạo nhiên thấy vậy thì nhíu mày, sức mạnh huyết mạch của ngươi. Còn chưa nói hết, một tia kiếm quang màu máu đã lao tới. Đạo nhiên tung ra cú đấm. Quỳnh! Hai bên đồng thời thối lui. Đạo nhiên dừng lại, phát hiện cánh tay phải mình đã rạn nứt, máu đang tứa ra. Sắc mặt ông ta sạm đi, ngẩng đầu nhìn Diệp Quân rồi gọi một thanh trường thương xuất hiện trong tay. Nó có màu vàng thẫm, toàn thân bóng loáng như giát ngọc, bên trong là những tia sáng vàng chảy xuôi đến là lóa mắt. Cầm thương trong tay, khí thế ông ta xảy ra biến hóa long trời lở đất, trở nên giống như một pho tượng chiến thần. Thương tu. Bên kia, chiến ý của Diệp Quân dâng cao, hóa thành kiếm quang biến mất. Xoẹt. Thời không vỡ ra, kiếm quang lao tới. Đạo nhiên không né tránh mà vung tay đâm thương ra. Ánh sáng lóe lên. Duỳnh. Thương kiếm chạm nhau, sóng xung kích hùng hậu bùng nổ đẩy lui hai bên. Đạo nhiên vừa dừng lại, cây thương trong tay đã nứt ra thành nhiều mảnh vương vãi. Đồng tử ông ta co lại đầy khó tin. Cây thương này không phải thần bảo bình thường mà là thần vật cấp thần đạo có một phần thần tính, nào ngờ nó lại chẳng chịu được một đường kiếm của Diệp Quân. Quá vô lý. Ánh mắt đạo nhiên nhìn Diệp Quân đi từ khiếp đảm đến tham lam. Đúng là thần khí. Nếu ông ta có nó trong tay thì sức mạnh sẽ tăng lên vượt trội. Nghĩ vậy, đạo nhiên thét lên, tế trận. Quỳnh. Từ sâu trong đạo cung, một tia áng đen phóng vút lên vào lòng tinh không. Một vòng xoáy màu đen xuất hiện trên cao, thả ra một tia thần thức khóa cứng Diệp Quân. Giọng Triệu lão vang lên trong đầu hắn, Diệp công tử, đây là đại trận đạo sát của đạo thị, chứa sức mạnh của ít nhất là 100 cường giả thần đạo cảnh có 5 phần thần tính trở lên. Cậu đừng lơ là. Diệp Quân nhíu mày, đạo sát trận. Triệu lão vội giải thích phải, gần đây chỉ cần có cơ hội là sẽ cho phép cường giả thần đạo cảnh đưa sức mạnh của mình vào nó. Rất nhiều cường giả thần đạo cảnh đến kết giao với đạo thì cũng bằng lòng nể mặt, vậy nên trận này đã tích tụ được sức mạnh vô cùng đáng sợ. Diệp công tử tuyệt đối đừng xem thường nó. Trận pháp. Diệp Quân nhìn vòng xoáy trên cao, thấy từng luồng sức mạnh hùng hậu ồ ạt tuôn trào khiến tinh không sôi sục. Sắc mặt hắn đanh lại khi cảm nhận được nguy hiểm. Sức mạnh của hắn bây giờ không cản lại trận pháp này, cho dù có được Ngao Thiên Thiên giúp đỡ. Như sực nhớ đến gì. Hắn gọi Tiểu Bạch ra. Con thú nhỏ chớp mắt, không hiểu ý hắn muốn gì. Diệp Quân chỉ vào vòng xoáy, Bạch Tổ giải quyết được thứ này không? Bạch Tổ. Hai mắt Tiểu Bạch sáng rỡ lên khi nghe cách gọi này. Trước kia ai cũng gọi nó là Tiểu Bạch, nghe chẳng oai phong gì hết. Nhưng Bạch Tổ thì khác. Nghe ngầu dữ dội. Tiểu Bạch vui như mở cờ trong bụng, nhìn vòng xoáy rồi nhìn Diệp Quân với một nụ cười rộng đến mang tai. Vươn móng vuốt ra. Ngươi dẻo miệng lắm, nhưng không thể làm không công được. Phải có thù lao chứ. Diệp Quân vội vàng đặt một sâu kẹo hồ lô vào tay nó. Tiểu Bạch cười tươi như hoa nở, khen tiểu tử này thật biết điều. Nó vừa liếm kẹo vừa nhìn vòng xoáy, tay vung lên xuống như đang trao đổi gì đó. Bên kia, đạo nhiên thấy Tiểu Bạch xuất hiện thì nhíu mày với chút bất an trong lòng. Ông ta vội vàng vung tay. Để vòng xoáy đen chấn động, phun ra sức mạnh càng mãnh liệt hơn, nhưng đó cũng là lúc Tiểu Bạch vung móng lên. Vòng xoáy run lên, một cái bóng mờ chui ra từ trong trận pháp, vòng xoáy thôi không run nữa. Người bên phe đạo nhiên thấy cảnh này thì sững ra. Cái bóng kia chính là trận linh của đạo sát trận. Nó bay lờ đờ đến gần Tiểu Bạch, phấn khích vung tay múa chân. Tiểu Bạch chỉ vào đạo nhiên làm ông ta giật thót, trong lòng thầm kêu không ổn. Chỉ thấy vòng xoáy kia run lên, thả ra sức mạnh đáng sợ, nhưng mục tiêu lần này đã trở thành đạo nhiên. Ông ta biến sắc, dùng tay làm thương đâm tới. Đạo nhiên bị đánh văng đi mấy vạn trượng, đạo cung sau lưng ông ta hóa thành cho bụi, tinh không bốn phía tan tành. Diệp Quân ôm Tiểu Bạch không ngừng lui lại gần nghìn trượng, không khỏi nuốt khan trước cảnh tượng này. Cũng may ban nãy không trực tiếp đánh với trận pháp, bằng không không chết thì cũng mất một tầng ra. Hắn chỉ không ngờ Tiểu Bạch lại khuyên hàng được trận linh. Đúng là khó đỡ. Đạo nhiên cũng không ngờ tới điều này. Bây giờ ông ta đã bị trận pháp đánh cho vỡ thân xác, chỉ còn lại linh hồn. Rơi vào hoang mang. Ai mà ngờ trận pháp của phe mình lại bị đối phương khuyên hàng chứ?
Điên rồi à? Diệp Quân đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội khi Đạo Nhiên bị trọng thương, hóa thành kiếm quang đánh tới. Đạo Nhiên biến sắc la lên, ngăn hắn lại. Lập tức có mười mấy cường giả xuất hiện xung quanh, nhưng Diệp Quân cũng gọi Triệu Lão, Thần Giã và các thần khác xuất hiện. Bọn họ nhanh chóng ngăn cản các cường giả đạo thị, Diệp Quân thì xông đến đối mặt với Đạo Nhiên. Ông ta thấy hắn vung kiếm thì hốt hoảng, biết rằng linh hồn của mình không thể đỡ nổi một nhát này. Đương lúc nghìn cân treo sợi tóc, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, Diệp Quân bị một luồng sức mạnh đáng sợ đẩy văng đi. Hắn dừng lại, ngẩng đầu lên rồi nhíu mày. Cách đó mấy trăm trượng có một ông lão tiến tới, ông lão mặc trường bào rộng lớn, trong tay cầm quải trượng, mái tóc bạc phơ, ánh mắt lạnh như băng khiến người ta không rét mà run. Lúc này, trong đầu Diệp Quân vang lên giọng nói nặng nề của Triệu Lão, Diệp công tử, người này là cung chủ đời thứ hai của đạo thị Cô Tô Lão Nhân. Cô Tô Lão Nhân, Diệp Quân cau mày, đạo thị này có tổng cộng bao nhiêu cung chủ? Triệu Lão đáp, chỉ có ba. Diệp Quân cười khẽ, may mà không nhiều. Sau khi đi tới, Cô Tô Lão Nhân nhìn chằm chằm kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân, thanh kiếm này cho lão ta một cảm giác vô cùng nguy hiểm, khiến trong lòng lão ta dâng lên sự đề phòng. Cô Tô Lão Nhân nhìn về phía Diệp Quân, ngươi là ai? Diệp Quân cười nói, đạo thị các người muốn giết ta, ông lại không biết ta là ai. Cô Tô Lão Nhân cau mày, lão ta quay đầu nhìn về phía Đạo Nhiên, Đạo Nhiên trầm giọng nói, người này có thù sống chết với đạo thị chúng ta. Cô Tô Lão Nhân hơi nghi ngờ, thù sống chết gì cơ? Đạo Nhiên nhìn chằm chằm Diệp Quân phía xa, trầm giọng nói, hắn ta ngang nhiên giết người ở đạo thị, không chỉ thế còn giết bốn đạo tướng của đạo thị chúng ta. Ánh mắt của Cô Tô Lão Nhân lập tức trở nên lạnh lẽo, lão ta quay đầu nhìn Diệp Quân, đang định lên tiếng thì Diệp Quân lại xua tay, bây giờ ta không có tâm trạng nói chuyện phải trái với ông, nhị nha. Đương nhiên hắn sẽ không giải thích đầu đuôi câu chuyện với ông già này, đó không phải là chuyện hắn nên làm. Nghe thấy lời của Diệp Quân, nhị nha lập tức đi ra từ trong tiểu tháp, vẫn mặc áo thun trắng, quần jean, giày trắng, trong tay cầm một sâu kẹo hồ lô. Sau khi ra ngoài, nhị nha liếm kẹo hồ lô, dáng vẻ rất vô hại, nhưng sau đó cô bé đột nhiên xông đến chỗ Cô Tô Lão Nhân. Vào khoảnh khắc nhị nha xông lên, sắc mặt Cô Tô Lão Nhân thoáng chốc thay đổi, vì lão ta cảm nhận được một sức mạnh vô cùng đáng sợ chèn ép về phía lão ta, khiến lão ta hơi khó thở. Cô Tô Lão Nhân không dám coi thường, tay phải siết chặt đánh về phía nhị nha. Một tiếng nổ vang lên, Cô Tô Lão Nhân lập tức bị đánh bay mấy chục nghìn trượng. Còn trước mặt nhị nha thì xuất hiện một hố đen khổng lồ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Đặc biệt là Đạo Nhiên kia, lúc này ông ta mở to mắt tràn đầy vẻ khó tin, Cô Tô Lão Nhân này là cao thủ đỉnh cao cảnh giới thần đạo năm phần thần tính đấy. Mà bây giờ lại bị đánh bay chỉ bằng một cú đấm. Cái quái gì vậy? Lúc này, cả Cô Tô Lão Nhân kia cũng hơi ngơ ngác, vì lão ta không ngờ thực lực của mình lại không bằng cô nhóc trước mặt. Sao có thể chứ? Trong mắt Cô Tô Lão Nhân tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhị nha đang định ra tay một lần nữa thì Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt cô bé, sau đó nhanh chóng vung móng vuốt nhỏ. Nhị nha liếm kẹo hồ lô, sau đó gật đầu buông nắm đấm xuống. Lúc này, Tiểu Bạch vung móng vuốt, trận linh bên cạnh nó chợt hoạt động, chẳng mấy chốc vòng xoáy màu đen ở nơi chân trời lại phát ra sức mạnh đáng sợ một lần nữa, sức mạnh này xông thẳng về phía Cô Tô Lão Nhân. Thấy cảnh này sắc mặt Cô Tô Lão Nhân lại thay đổi, sao sát trận này lại ra tay với người bên phe mình. Từ sau khi hết nhiệm kỳ, lão ta vẫn luôn bế quan, vì thế lão ta không biết gì về tình huống của đạo thị hiện tại cả. Cô Tô Lão Nhân vung tay áo. Một tấm chắn năng lượng lập tức ngăn trước mặt lão ta. Tấm chắn năng lượng kia lập tức vỡ tan, Cô Tô Lão Nhân bị đánh bay ra xa. Thấy cảnh này, Đạo Nhiên kia lập tức xa sầm mặt, nhưng lúc này, dường như ông ta cảm nhận được điều gì nên sắc mặt lập tức thay đổi, vừa định rút lui thì một tia kiếm quang đã lao đến trước mặt. Người tới chính là Diệp Quân. Đạo Nhiên thầm thấy hoảng hốt, đương nhiên ông ta sẽ không ngồi chờ chết. Ông ta đấm tới một phát, những năng lượng linh hồn đáng sợ lao ra từ trong nắm đấm của ông ta. Nhưng những sức mạnh linh hồn của ông ta vừa mới tiếp xúc với kiếm thanh huyên đã lập tức biến mất như tuyết gặp dầu nóng. Đạo Nhiên ngây người. Xoẹt.
Kiếm thanh huyền xuyên qua giữa chân mày của đạo nhiên, cố định ông ta lại tại chỗ. Dừng tay. Lúc này, Cô Tô lão nhân ở phía xa chợt hét to. Diệp Quân chém ra một kiếm, linh hồn của đạo nhiên bị kiếm thanh huyền hấp thu, sau đó hắn im lặng thu hồi nhẫn không gian của đạo nhiên, quay đầu nhìn về phía Cô Tô lão nhân, ông nghĩ mình là ai? Ngươi! Cô Tô lão nhân nổi giận, lúc lão ta là chủ nhân của đạo thị, chư thiên vạn giới có ai không nể mặt lão ta chứ? Mà bây giờ lại bị một thiếu niên kiếm tu sỉ nhục như thế trước mọi người. Đương nhiên lão ta không thể chịu được. Cô Tô lão nhân đột nhiên tiến lên một bước, một tượng thần cao nghìn trượng xuất hiện sau lưng lão ta, khi tượng thần này xuất hiện, toàn bộ tinh hạ đều lập tức sôi trào. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Nhị Nha, ngươi lên đi. Nhị Nha liếm kẹo hồ lô, sau đó người khẽ run, một tàn ảnh bay đến trước mặt tượng thần của Cô Tô lão nhân rồi đấm tới một phát. Cô Tô lão nhân quát to, tượng thần sau lưng chợt đánh một quyền về phía Nhị Nha. Một sóng xung kích sức mạnh đáng sợ thoáng chốc lan ra mười mấy trượng, mà tượng thần kia còn bị đánh đến mức liên tục lùi lại. Thấy cảnh này Cô Tô lão nhân trợn to mắt tỏ vẻ khó tin, đây, gia đình thế nào? Diệp Quân cũng hơi khiếp sợ, thực lực của Nhị Nha đúng là kinh khủng. Hắn chợt phát hiện một chuyện, đó là theo thực lực của hắn ngày càng mạnh, thực lực của Nhị Nha cũng ngày càng mạnh. Không đúng, phải nói là dù hắn có trở nên mạnh bao nhiêu thì Nhị Nha này vẫn mạnh bấy nhiêu. Chẳng lẽ trước kia nha đầu này che giấu thực lực? Diệp Quân hơi nghi ngờ. Sau khi dừng lại, tượng thần của Cô Tô lão nhân đã trở nên hơi hư ảo. Mà lúc này, Cô Tô lão nhân cũng vô cùng hoảng hốt. Vì lão ta phát hiện thực lực của cô bé này mạnh một cách khó tin. Lúc này sắc mặt những cao thủ đạo thị kia cũng vô cùng khó coi, vì bọn họ phát hiện những người trước mặt đều có thực lực quá mạnh. Vốn cho rằng dễ bắt nạt, không ngờ lại khó chơi như thế. Sau khi đánh lui tượng thần kia, Nhị Nha vẫn không dừng tay mà tiếp tục lao về phía trước, lại đánh một quyền nhằm vào Cô Tô lão nhân. Cú đấm đánh ra, tượng thần kia lập tức vỡ tan tành, biến thành hư vô. Lúc này, Cô Tô lão nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía thần giã phía xa, thần giã, ông còn nhớ ta chứ? Nghe thấy lời của Cô Tô lão nhân, thần giã nhất thời cau mày. Diệp Quân bảo Nhị Nha dừng tay, hắn nhìn về phía thần giã cười khổ, ta và lão từng có qua lại, nhưng cũng không thân thiết. Ông ta hiểu rõ tính cách của Diệp Quân, nếu lúc xuất hiện Cô Tô lão nhân này không ra tay mà chọn xin lỗi, thì có lẽ chuyện này vẫn còn cơ hội vãn hồi, nhưng bây giờ. Cô Tô lão nhân kia trầm giọng nói, thần giã, rốt cuộc đạo thị ta đã đắc tội ông cái gì mà ông lại dẫn những người này. Thần giã lắc đầu, Cô Tô, đạo thị của ông không đắc tội ta. Sau đó, ông ta nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Sau khi nghe thần giã nói xong, sắc mặt Cô Tô lập tức trở nên khó coi, thì ra đạo thị của lão ta vì lòng tham mà dẫn đến tai họa này. Cô Tô quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, lão ta do dự một lúc rồi hỏi, Diệp công tử, chuyện này có thể giảng hòa không? Lão ta không thể không nhún nhường. Dù sao hiện tại thực lực cũng không bằng người khác. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía thần giã, cười nói, nếu người này là bạn tốt của thần giã tiền bối thì ta có thể bỏ qua cho lão ta, nhưng ta vẫn phải xử lý đạo thị này. Thần giã im lặng một lúc rồi quay đầu nhìn về phía Cô Tô, ông đi đi. Thật ra ông ta và Cô Tô đã rất nhiều năm không gặp, tình bạn trước đây cũng đã trở nên rất phai nhạt, nhưng ông ta vẫn chọn giúp đỡ. Dù sao trong khả năng cho phép. Dù là làm người hay làm yêu cũng có nhiều lúc không thể quá thực tế. Nghe thấy lời của thần giã, sắc mặt Cô Tô lão nhân nhất thời trở nên hơi khó coi. Thần giã lại nói, đi đi. Cô Tô lão nhân im lặng một lát rồi nói, thần giã, có lẽ ông biết rõ người đứng sau đạo thị không đơn giản. Thần giã im lặng. Cô Tô lão nhân nhìn thoáng qua Diệp Quân, sau đó nói, có lẽ mục đích của Diệp công tử là nuốt trọn tất cả sản nghiệp của đạo thị. Nhưng đừng trách ta nói thẳng. Diệp công tử, e rằng ngươi nuốt không trôi đâu, vì phía sau đạo thị. Diệp Quân đột nhiên ngắt lời Cô Tô lão nhân, ông có đi hay không? Nét mặt Cô Tô lão nhân trở nên cứng đờ. Lúc này, thần giã đi tới bên cạnh Diệp Quân, ông ta thoáng do dự, sau đó nói, Diệp tiểu hữu, có thể nghe lão nói sơ lược về thế lực sau lưng đạo thị, như thế chúng ta cũng có thể hiểu một chút,
không đến mức bị người ta đánh trở tay không kịp. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi gật đầu, xin nghe theo tiền bối. Nghe vậy, thần giã lập tức nở nụ cười, có thể nói Diệp Quân từ đầu đến cuối đều rất tôn trọng ông ta, không chỉ có thế mà còn rất nể mặt ông ta nữa. Nói một cách đơn giản thì Diệp tiểu hữu này khá tốt, giỏi giang. Cô Tô lão nhân trầm giọng nói, sau lưng đạo thị có yêu tộc của khu vực cổ hoang, có chấn tộc. Nói đến đây, lão ta nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân nhíu mày, hết rồi à? Cô Tô lão nhân ngây người, sau đó hỏi, không đủ ư? Khu vực cổ hoang, chấn tộc chính là hai thế lực mạnh nhất hiện tại đấy. Diệp Quân gật đầu, ta biết rồi, ông có thể đi. Ít hầu cô Tô lão nhân lăn lộn, sau đó nhắc nhở, Diệp công tử, đó là yêu tộc của khu vực cổ hoang và chấn tộc. Diệp Quân cau mày, ta biết rồi. Nét mặt cô Tô lão nhân cứng đờ, mẹ kiếp, người biết mà người còn bình tĩnh thế. Thần giã nhìn thoáng qua Diệp Quân, nét mặt cũng hơi nặng nề, ông ta biết có lẽ Diệp Quân thật sự không quan tâm đến chấn tộc và khu vực cổ hoang này. Nếu là trước đây có lẽ ông ta còn hơi lo lắng, nhưng bây giờ. Nghĩ đến đây, ông ta nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch phía xa bằng ánh mắt phức tạp, rõ ràng hai người này là người chống lưng cho Diệp Quân. Linh tổ, ác thú, gia đình thế nào mới có thể nuôi được hai thứ này chứ? Không đúng, phải nói là gia đình thế nào mới có thể khiến hai tổ tông thế này đi theo? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.